Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. Tất cả cảnh giới vi tế của chúng sanh giới như vậy, trong khoảng một niệm, Bồ Tát dùng trí huệ đều có thể biết như thiệt, nhiếp khắp tất cả chúng sanh, thuyết pháp cho họ, khai thị những pháp môn thanh tịnh, khiến họ tu tập trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, hóa thân vô lượng, ai cũng thấy đều hoan hỷ. Dùng trí nhật quan chiếu tâm Bồ Tát làm cho khai ngộ trí huệ tự tại. Tức là những cái ý niệm vi tế như hồi nãy chúng ta nói là chỉ thấy trong một niệm thôi. Đây là cái điều mà khiến mình cũng không thể tin được. Thì với mình đó thì bây giờ với cái trí tuệ gọi là gì? Cùng nhục của mình. Thì mỗi lần xảy ra niệm chúng ta thấy có một niệm mà đúng không? Nhiều khi rồi không đủ sức để thấy nữa. Tới hồi mà nó khùng điên lên đau khổ rồi lúc đó mình mới thấy. Chứ còn khởi từng niệm thô chúng ta còn không có đủ cái tuệ để chúng ta nhận ra đó là ý niệm của mình. Còn chúng ta khá hơn một chút, có tu, có tập và có một chút huệ thì chúng ta thấy rõ từng niệm một xảy ra nơi tâm. Mặc dù là nó chưa có vượt qua được cái gì, nhưng mà nếu mình thấy rõ từng niệm một xảy ra nơi tâm á, ở đây tôi nói từng niệm một, không nói từng ý niệm, mà từng cái niệm nhỏ mình thấy, thì không cách nào để cho chúng ta bị lầm mê hết á. Mặc dù mình mới có tỉnh để thấy ý niệm thôi. Mỗi niệm đều rất rõ ràng, từng niệm một hiện ra, nó hiện ra như thế nào, nó suy yếu ra làm sao, nó lặn mất như thế nào, nó có khoảng rỗng như thế nào, nó bắt đầu động niệm để có niệm thứ hai, rồi là nó yếu đi, nó lặn xuống vân vân, tất cả những đó đều được chúng ta thấy rõ ràng, mà không có lầm, chỉ thấy rõ ràng không lầm thôi. Chúng ta không có cần phải thêm cái gì ở đây, vấn đề là thấy rõ hay không là đủ rồi. Và khi mà chúng ta thường trực cái thấy rõ đó đó, thì sâu ở nơi tâm của mình thấy mỗi niệm đều là bị mình thấy. Vậy thôi. Đó là giai đoạn đầu. Mà giai đoạn này, có nhiều khi những người tu ở một chùa 5 năm, 10 năm làm không được. Và làm không được thì không hiểu nổi những cái chuyện sao. Còn Bồ Tát khi mà như đoạn trước chúng ta thấy là tất cả những tai niệm vi tế nào của chúng sanh dù ẩn tàng cỡ nào thì trong một niệm thôi Bồ Tát thấy hết. Tin nổi không? Ví dụ như tất cả những khởi nghĩ của mình từ trước giờ, khởi nghĩ thôi, nhìn lại những động niệm thô, ở khởi nghĩ là động niệm thô. Nó chưa thành cái khởi nghĩ mới là động niệm vi tế, chúng ta nên hiểu như vậy. Thì cái phần trước Bồ Tát thấy tất cả những cái dị loại, tất cả những cái này kia nơi tâm của mình á, là thấy trong cái tầng vi tế, tức là thấy trong cái tầng của hành ấm. Mà thấy trong hành ấm thì mới thấy được tận nguồn. Cho nên xưa giờ mình học, mình nói là mình thấy tầng hành ấm, mình thấy hành ấm thế này thế kia, nhưng mình không có thấy nổi là mỗi một niệm á. Đây mình dùng từ niệm, mình nghe mình dễ hiểu chứ nó chưa thành niệm. Cái hành ấm thì nó chưa thành ý niệm nha, nó chưa thành ý niệm. Nhưng mà khi nó lên tưởng ấm á, thì nó sanh từng ý niệm. Mà
mỗi một cái động nhỏ ở trong hành ấm á, mỗi cái động vi tế nhỏ trong hành ấm á, thì nó lại chứa đựng nguyên cả một cái đời kiếp của mình. Nghe mới cười vậy đó. Nhưng mà khi nó hiện ra tưởng ấm thì mình thấy có niệm, 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 niệm. Trong hành ấm thì nó không có hiện từng niệm mà nó hiện nguyên một cái hang ổ. Nguyên một cái hang ổ. Giống như mình nhìn thấy nước chỉ là nước thôi. Mình nhìn thấy nước chỉ là nước thôi với cặp mắt thường. Nhưng mà các nhà khoa học họ họ dùng kính hiển vi họ phóng đại lên. Hiểu không? Thì thấy nước nó không còn là nước nữa mà nó là những cái gì? Những cái phân tử của khí hydro và oxy. Họ phóng đại lên nữa thì họ thấy là ở trong cái phân tử oxy nó có bao nhiêu cái electron, bao nhiêu cái proton, tức là bao nhiêu điện cực âm, bao nhiêu điện cực dương. Và rồi ở trong điện cực âm nó có cái gì? Trong điện cực dương nó có cái gì? Thì các nhà khoa học không nhìn đó là nước nữa mà là sự kết hợp của các cái phân tử khí cực nhỏ. Chứ không phải là nước, ví dụ vậy đó. Bây giờ mình, một người nhà quê mà chưa từng biết khoa học nói chuyện đó, mình tin nổi không? Không, không tin nổi đâu. Tôi thấy nước là, tôi thấy nước là nước, đừng nói chuyện khác. Thì cái mình bây giờ cũng vậy, tức là mình chưa từng tu tập á, mà kêu mình nói là trong một cái sát na đó có rất là nhiều ý niệm, mình tin không được. Tại rõ ràng là mình chỉ thấy một niệm thôi, mình không thể thấy hai niệm cùng một lúc. Không thể thấy hai niệm cùng một lúc với trí tuệ của mình bây giờ, gọi là trí tuệ cùng nhục của mình á, là chỉ thấy từng ý niệm thôi, là đã khá lắm rồi đó. Tới đây là đã khá, nhưng mà mình khá không nổi nữa. Huống chi là thấy một lần quá trời cái ý niệm ở trong cái tầng vi tế nó chưa thành niệm, trong tầng vi tế chưa thành niệm. Mà rồi các vị Bồ Tát còn thấy ông trong cái tầng vi tế chưa thành niệm đó, nó là nguyên một cái hang ổ để có thể hình thành một đời người. Một dùng từ đời người không đúng, một gì? Một sinh mệnh, một đời của một sinh mệnh. Một đời một sinh mệnh. Thì từ cái bắt đầu hình thành một sinh mệnh cho tới sinh ra nó sống bao nhiêu chục năm đó, rồi kết thúc một sinh mệnh đó là một cái động khởi cực nhỏ trong hành ấm. Và ở trong hành ấm thì không thể nói hết được bao nhiêu cái động đó, bao nhiêu cái động đó. Vậy mà Bồ Tát trong một sát na thấy hết. Do thấy hết cho nên nó mới điều phục được. Ở đây gọi là trong phẩm một niệm Bồ Tát dùng trí huệ đều có thể biết được như thiệt. Họ không có làm gì trơn nha, đây là biết được như thiệt nha. Chứ không có thái độ, không có làm gì hết. Nhưng mà do thấy biết được như thật đó mà gọi là cái gì? Nhiếp khắp. Tức là nhiếp phục được tất cả những chúng sanh, không thừa sót. Còn nếu như mà trong một niệm mà mình không thấy khắp thì mình không có nhiếp phục được cái gì. Đừng có tưởng, đừng có mơ tưởng. Cho nên mình dù có hiểu kiểu gì, mình được cái gì, nó chỉ là tưởng. Nó chỉ là tưởng. Chúng ta chưa qua hết cái lớp tưởng. Và do mình chưa qua hết lớp tưởng cho nên mình ngã mạn. Mình thấy mình được, mình thấy mình đạt, mình thấy mình đắc, mình thấy mình trứng, mình thấy mình ngon hơn người ta, mình thấy người ta không bằng mình gì đó. Thì tất cả những cái đó phá hết bao nhiêu cái đời kiếp tu tập của mình. Bắt đầu cái ngã mạn lên là nó gần như là nó đốt cháy trong vòng 30 giây. Và mình sẽ bắt đầu mù tối mê lộ. Và bắt đầu mình khởi cái tham muốn tâm tối của mình nó khởi lên. Cũng vì cái còn cái tưởng mà mình có cái sự lanh lợi hiểu biết gì đó để mình được cái gì đó và mình bắt đầu tự hào chính với cái đó, rồi mình bắt đầu mình chết với chính nó. Mà không thấy hết thì không quá giải được. Thấy hết mới có thể quá giải. Đây là một cái lời nói mà rất là rõ ràng trong công phu tu tập. Cho nên nếu một ngày nào đó mà chúng ta chưa có đủ cái tuệ để chúng ta thấy cái khổ, thấy nguyên nhân của khổ, rồi thấy cái đạo và tất cả những cái có trong cái đạo đó, thì chúng ta chưa thoát khổ. Tức là phải thấy được tứ đế một cách rất rõ ràng. Trong cái cảnh giới của Niết Bàn, trong cái cảnh giới của tự tánh thì có đầy đủ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm và chánh định. Ví dụ vậy là phải thấy hết. Rồi thấy cảnh giới Niết Bàn trùm khắp cỡ nào, thấy cái nguyên nhân sanh tử nó tới đâu. Thấy nguyên nhân sanh tử là mình thấy từ cái thấy từ từng động niệm nhỏ trong hành ấm, cho tới thấy cái mênh mông của thức ấm,
Cho tới từ cái mênh mông thanh tịnh, không có bất kỳ một ý niệm nào mà rõ thông tất cả mọi thứ, bắt đầu nó động niệm, động khởi đi vào cái hành ấm. Rồi bắt đầu nó sinh ra cái tưởng ấm, mới bắt đầu sinh ra cái sinh mệnh của một chúng sanh. Thì phải thấy như vậy thì mới điều phục được. Cho nên tất cả những cái gì đang có ở nơi tâm của mình mà mình không thấy hết thì xem như mình không có tuệ. Nói là để chúng ta phải nhắc lại mình là rõ ràng là mình không có trí tuệ. Huống chi là đợi mình sanh khởi những cái ý niệm ham muốn, sân hận, đấm trước thế này thế kia thế nọ mình còn không hay ra. Thì mình dùng từ tuệ là không có rồi, nãy nói tuệ cùng lục là còn nhẹ đó. đó mới thật sự là vô minh đó, theo cái kiểu của Phật nói. Nhưng mà ở đây Bồ Tát là thấy hết, biết hết và gần như nhiếp phục tất cả chúng sanh, chuyển hóa chất trở thành khai mở trí tuệ cho tất cả chúng sanh đều thấy được cái hạnh của Bồ Tát để sống đúng như cảnh giới vô trước vô phược giải thoát. Không thấy hết thì không có quá độ được, không đưa tới đó. Còn khi thấy hết rồi thì có khả năng quá độ và đưa chúng sanh tới cái chỗ vô trước vô phược giải thoát của Bồ Tát. Và một cái điều rất là hay, từ dị loại tức là những loài chúng sanh với tất cả những cái hình tướng xấu ác, nhưng mà khi đã được gọi là khi được Bồ Tát nhiếp phục, khi đã được nhờ Bồ Tát giáo hóa để giác ngộ và thành tựu cái đạo của Bồ Tát xong, và khi thành tựu đạo Bồ Tát xong thì lại ngược lại gì, quá vô lượng cái thân của Bồ Tát sinh ra, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Có nghĩa là khi giác ngộ rồi thì sao? Thì tất cả những cái đức tướng của cái trí tuệ nó lại hiện ra. Hồi nãy bao nhiêu cái niệm tâm tối bùng nhơ, bây giờ là hiện ra bao nhiêu cái đức tướng trí tuệ của một cái bậc giác ngộ. Và khi đã giác ngộ rồi thì đầy an lạc, đầy sự hoan hỷ. Và ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra được điều này. Đó, cho nên khi mà mình tu, mình vẫn còn là phàm phu, vẫn còn là cái sự dính nhiễm á, thì người ta có cố nhìn mình đi nữa, mình không có trong sạch được. Mặc dù họ đem cái tâm trong sạch để họ soi gọi mình, họ muốn mình trong sạch nữa, mình trong sạch không nổi là tại vì mình còn đang kẹt trong cái dính nhiễm kia. Nhưng mà đến một ngày mình thoát đó, mình cũng cần nói câu nào hết, người ta tự động ta nhìn ra. Nhìn ra từ nhiều mặt lắm, các vị thánh cũng như các vị thần, các vị gọi là gì đó, phước mặt, phước mài, các vị ở cõi mà là không trọng lượng, không khối lượng á. Không lượng, không khối lượng không có nghĩa là thần thánh đâu nha. Họ chưa thành thần, chưa thành thánh, chưa thành gì hết đó. Nhưng mà họ không có mang cái thân vật chất như mình, không có thọ dụng vật chất như mình. Thì như vậy là họ thấy, họ biết hết mình. Nhưng mà ví dụ như là có một số những người nhà ngoại cảm đi, mình có thể nói thẳng tới nhà ngoại cảm. Họ thấy được cái đối với họ đó là linh hồn. Tức là mình bỏ cái thân vật chất này thì mình mang theo đạo Phật chuyên môn là mình mang thân trung ấm mới. Vì với đầy đủ cái hình tướng như bây giờ, đầy đủ hình tướng như bây giờ, không có khác biệt bất kỳ cái gì như cái hình tướng chúng ta đang có. Cho nên các vị ở trong cái thế giới mà không trọng lượng, không khối lượng đó, trong thế giới vô hình, vô tướng đó, thì mình với họ đồng nhau, giống như mình bây giờ với nhau vậy đó. Tức là khi mà chúng ta rớt vào cái thế giới đó, thì họ thấy mình giống như mình thấy con người ở đây. Tại vì mình đây là đồng ở cái tầng của tâm người. Chúng ta đang ở cái tâm của loài người. Thì như vậy là khi chúng ta rớt vào cái thế giới mà không còn cái thân vật chất này, là mình biến mất cái thân này, thì mình vẫn hiện nguyên cái hình hài của cái sinh mệnh này đi vào cái cõi không trọng lượng, không khối lượng kia. Được gọi là cõi vô hình đó, được gọi là cõi vô hình. Cõi vô hình là cõi không trọng lượng, không khối lượng. Nói vòng vòng để cho người ta dễ hiểu là không trọng lượng, không khối lượng. Không có cân ký được, không có đo đạt được. Nhưng mà cái tâm tưởng của mình nha, ví dụ như mình là cái người đang sinh hoạt bình thường như thế này, cái bỗng dưng mình thấy cái người trong thế giới đó thì mình cho là mình thấy ma. Là sao? Là lúc đó là sao? Lúc đó là lúc mà cái dao động sóng âm của người của mình á, nó bị tuột giảm. Trừ người tu, không bàn, tôi chưa bàn tới chuyện người tu. Người tu có khả năng thấy này là chuyện khác. Còn người bình thường không tu như mình
nên mình không có công phu khỉ nữa. Bữa đó tự nhiên mình thấy ma. Thấy thiệt á, thấy đúng đàng hoàng nha. Thấy họ đi đứng họ bay bản đàng hoàng, chứ không phải là thấy một cách bình thường, thấy như là mình coi phim vậy đó. Thì biết là mình đã bị gì? Bị hạ tấp cái tầng sóng mình xuống ngang tầng khoảng 50 độ hét trở xuống. 50 độ hét trở xuống. Mình đương nhiên là mình trên 80 độ hét ở một cái tầng khác hoàn toàn. Thì khi mình hạ xuống tới cái dao động sóng thức mình có 50 độ hét thì cái rung động của cái thằng không không trọng lượng, không khối lượng nó nhẹ nhàng hơn á, nó sẽ tiếp cận nghe. Và lúc đó mình thấy được. Thấy được là mà thế gian gọi là gì? Thời suy. Thấy ma là cái suy lắm rồi, chứ không phải hên đâu, đừng có mừng. Và cái dạng thứ hai là cái dạng cái tâm của một người công phu, mà họ đã lắng động được những cái sao động ở nơi tưởng ấm, họ lắng sâu xuống cái tầng thanh tịnh của vô thức, thì cái trong sáng của cái tâm vô thức nó sẽ thấy được nhiều cảnh giới, chứ không phải thấy như luôn thấy không cảnh giới ma. Do đó các nhà ngoại cảm vì sao thấy được? Vì sao thấy được? Chưa chắc mấy nhà ngoại cảm trả lời được câu này. Họ không phải công phu đâu á. Đương nhiên là họ có chút công phu, nhưng mà không có đủ cái sức thiền định để thấy các loài. Chỉ thấy ví dụ như là cái một người đó nó mất đi, một người đó nó mất. Và không có, nó chỉ mất cái thân vật chất thôi, chứ còn nguyên như cũ, không có khác cái gì. Thì như vậy là cái tâm của những người đó nó có bỗng dưng nó có một cái lần bệnh nào đó. Có những người tôi biết là họ bệnh, họ bị cái gì đó, họ bị cái thần kinh, họ bị rớt xuống một cái tầng đó, bắt đầu họ chạm được tới cái thế giới kia và họ ra không được cái thế giới này. Thỉnh thoảng họ trở lại cái thế giới này bằng cái cách gì đó, họ tỉnh lại để trở lại sinh hoạt với mình, còn bình thường họ bị chìm trong cái đó. Họ bị chìm một cách là giống như là có những người có cái tật thỉnh thoảng bị rung cái đó. Mà họ bị chìm, chứ không có chủ động tuyệt đối bằng công phu tu tập. Mà chủ động tuyệt đối bằng công phu tu tập đi chăng nữa, để mà mình phải thấy cái người cõi âm, và mình lấy cái chuyện mà thấy cái người cõi âm trở thành cái sự nghiệp sống của mình, thì người đó là ở cái tầng hoàn toàn khác, không phải là đạo Phật. Đạo Phật đương nhiên là khi cái tâm mà lắng động để thấy người cõi âm, hiểu không? Nhưng mà họ không dừng ở đó, họ sẽ đi sâu hơn vào định để họ có chánh kiến. Còn cái này thấy toàn là những người có âm thì người đó có chánh kiến không? Nếu mình nói chánh kiến, tà kiến ở đây thôi, để mình biết rằng đó không phải là người có chánh kiến của Phật Đạo. Rớt xuống cái tầng đó là nó nhiều chuyện để bàn lắm, nhiều chuyện để bàn. Mình nói nhiều thì nó sẽ đụng nhiều. Để thấy rằng đó, khi Bồ Tát thấy thì thấy vượt hơn cái tưởng ấm. Tức là khi mà người này họ bỏ cái thân xác này, thì họ còn có cái vẫn còn nguyên cái ngũ ấm, nhưng mà không có trọng lượng, không có khối lượng. Và như vậy thì những người còn nằm trong cái tưởng á, cái tưởng họ lắng động bớt một chút thì họ sẽ thấy mình như là mình thấy người ta ở đây, không có khác. Thì chỉ lắng tưởng thôi, hay ho gì, chỉ là lắng cái tưởng xuống thôi chứ không hay ho gì. Nhưng mà có những người nó có gọi là cái gì ta, sứ mệnh thì không đúng. Dùng từ sứ mệnh đối với một số người mà thấy cõi âm là không đúng, không đúng. Tôi hồi xưa dùng từ hơi bị mít lòng, là bị trục trặc não bộ. Nhưng mà nói đó thì hơi mít lòng. Nó không có thực sự là xuất phát từ cái công phu, cái chánh kiến của Đạo Phật. Nó không có xuất phát từ cái tâm tỏa sáng để thấu suốt mọi cái hoàn cảnh trong đó. Không phải như vậy. Mà nó sự kết nối, một sự kết nối với cõi giới âm bằng một cái đường dây, được gọi là một cái đường dây liên lạc mà nó vô tình á, cái dạng giống như nó vô tình. Và trong một số người sẽ có một người như vậy, chứ không phải là cái này là cái mà được gọi là huấn luyện, là được tu tập. Nó không phải như vậy. Và có huấn luyện tu tập đi nữa thì nó là con đường khác, chứ không phải con đường giác ngộ của Đạo Phật. Cho nên những người đó thì không được xếp vào cái dạng chánh kiến của Phật Đạo được, không có được quyền xếp vào. Ai mà xếp vào thì người đó cũng lầm lẫn, cũng giống người kia. Ai mà tưởng tượng người này là Bồ Tát hay cái gì đó, không phải, đừng có nhầm lẫn như vậy, cái đó đâu phải Bồ Tát. Đó là cái khác.
Thật ra con công phu tu tập mà thấy được sâu hơn tưởng ấm, thấy được cái vi tế của hành ấm là thấy còn kinh hoàng khủng khiếp hơn nữa. Từ một cái động nhỏ mà mình thấy nguyên cái động nhỏ đó là nguyên một kiếp của một chủng loại mới, là mình thấy là kinh khủng hơn rất là nhiều. Trong cái tuệ của cái người giác ngộ của các vị Bồ Tát thì họ mới điều phục được cái tất cả những cái sai trái, những cái mù tối, những cái mê loạn ở nơi tâm, và mới biến thành một cái gì? Biến thành một cái cõi giác ngộ, để từ nơi đó là sanh cái gì nó cũng trở thành đẹp, khiến cho người nào thấy cũng sinh tâm hoan hỷ. Dù tâm tối cỡ nào, nếu thấy đúng, biết đúng, thấy hết tường tận trong một sát na. Còn nếu mình thấy mà nó có cái khoảng thời gian khác biệt á, tất cả những cái niệm tưởng hồi sáng giờ mình học, mình thấy nhiều chủng loại, nhiều hình thái, nhiều cái buồn thương giận ghét gì sáng giờ mình học á, mà mình thấy gọi là có thấy có trước có sau, là biết mình thấy không đúng. Kỳ không? Quá trời chuyện như vậy đó. Nhưng mà mình thấy khác một khoảnh khắc thôi, tức là không một lần thấy hết. Một lần thấy hết thì nó không có cái khoảng của cái thời gian là anh này trước anh kia sau, hiểu không? Ví dụ như tất cả quý vị ở đây mà tôi nhìn cái là thấy suốt ở dưới kia, không có sót một người nào trong một cái thấy thôi. Chứ còn nếu mà tôi thấy người ở gần tôi trước, người ở cuối đằng kia sau, là cái thấy nó không phải là cái thấy của hiện lượng, không phải là cái thấy của tự tánh. Ở đây mình dùng từ mình thấy theo cái kiểu mắt nhìn, chứ còn sự thật á là không phải do con mắt mình nhìn thấy tới cái đó. Cái sự thật là mình đang ở cái chỗ người đang ngồi ở cuối đó đó. Cái hay biết của tâm của mình đang ở cái chỗ đó đó. Cho nên là ở chỗ đó có bất kỳ cái gì hiện ra ở đó là mình rõ ở đó, rõ đó. Tưởng tượng vậy đi, mình tưởng tượng vậy đi nha, tưởng tượng vậy nhưng mà đó là sự thật. Tưởng nhưng mà nó là thật. Mình quen từ xưa tới giờ, từ nhỏ lớn là mình thấy ở đây, mình thấy đằng kia, mình thấy bên trái, mình thấy bên phải, mình liếc qua liếc lại mình mới thấy, đúng không? Thì mình nghĩ là mình ngồi đây để mình thấy tới đằng kia. Xin thưa không phải. Đừng có nhầm lẫn như vậy. Ngay cả bây giờ cái thấy mình cũng đang nhầm lẫn, và nói ra tự nhiên mình ngớ ngớ không biết trúng ông ta nữa. Trúng không phải đâu. Nếu mình không có mặt ở cái góc đó là chuyện xảy ra ở đó mình không bao giờ mình biết. Tức là cái hay biết mình đang ở đẳng á, nó mới nó tác động vào cái nhãn căn để mình có một cái ảo tưởng là mình ở đây, mình thấy đằng kia. Đó là tác động của nhãn căn, tác động vào nhãn căn để mình sinh ra cái ảo tưởng đó thôi. Chứ sự thật là một cái thấy là tất cả những cái này nó hiện ra, tất cả những cái gần xa nhiều ít nó hiện ra trong một cái thấy đó, một sự thật. Đây là một sự thật mà chúng ta phải thấy ra, chứ không phải là ảo tưởng, đây là sự thật. Giống như mình ngồi đây bao nhiêu âm thanh mình đều nghe một lượt như vậy á, hiểu không? Bên đây nghe nè, ở đây nghe, ở đây nghe, ở trước làm sao gì đều nghe, đúng không? Bao nhiêu âm thanh ở chung quanh mình, đừng nói là 10 hướng nữa mà khắp một cái vòng 360 độ, có bao nhiêu âm thanh gần xa mình đều được nghe. Thì cái đó là cái gì? Mình ở khắp tất cả các chỗ đó, cho nên âm thanh hiện là mình liền nhận biết ở cái chỗ âm thanh hiện đó đó. Chứ không phải nghe ở đây, không phải nghe ở đây. Nhưng mà mình bây giờ mình cứ vẫn tưởng là mình nghe bằng cái lỗ tai ở đây. Chim kêu đằng kia, đúng không? Mình đây mình nghe kia có con chim kêu. Đó, theo cái kiểu mà thuận thế gian á. Gọi là nghe theo cận thuận thế gian là cái gì? Mình ở đây mình nghe âm thanh đằng kia. Mình nghe âm thanh bên đây, mình nghe âm thanh ở bên đây. Đó, thế đó là thuận thế gian. Nhưng mà bây giờ là cái gì đó? Không thuận theo thế gian chứ không phải là nghịch. Không thuận thế gian thì có khi nó là thuận với gì? Với đạo. Và đạo là nó là một cái gì nó hiện hữu ở cùng khắp. Cho nên tất cả những cái gì mà ở trong cái hiện hữu của đạo thì nó liền được cái đạo tỏ thông. Chứ không phải mình nghe. Không phải mình ngồi đây để mình nghe đằng trước đằng sau. Nhưng mà cái này mình không có quen. Mình không có quen. Giống như bây giờ mình tu cũng vậy đó. Mình nói lòng vòng để mình trở lại mình tu còn trong tưởng ấm.
Thì mỗi niệm mình thấy ra, nó hiện ra rồi nó yếu đi, nó lặn xuống rồi khoảng không, rồi cái hiện cái mới, rồi cái yếu đi, cái lặn xuống khoảng không, hiện cái mới. Mình cứ thấy vậy thôi, mà thấy vậy là mình đã giỏi lắm rồi. Tu vậy là đã giỏi rồi đó. Nếu xuống một thời ngồi thiền mình thấy như vậy rõ ràng thì mình không có lầm ý niệm nào, và không ý niệm nào có thể dắt mình đi đâu. Tại nó hiện ra rồi nó lặn xuống rồi, rồi mình cũng thấy cái hiện ra, mình cũng thấy cái lặn xuống. Và mình không thể thấy khác hơn nữa được ở nơi tâm mình, đúng không? Có ai thấy khác hơn không? Như vậy là thấy cái hiện tướng của niệm và thấy cái khoảng giữa hai niệm, khoảng không có tướng hiện là mình giỏi lắm rồi. Nhưng mà chỉ chừng đó, không thể thấy hơn nữa được. Như vậy là coi như tâm mình nó chỉ gom lại con chỗ thôi. Nhưng mà thực sự á, nhìn kỹ lại đi, trong lúc đó có âm thanh mình nghe không? Nghe, phải không? Trong lúc mình đang ngồi thiền, mình thấy coi như mình nhắm mắt đi, thì chỉ còn âm thanh nghe. Lúc đó nóng, mình nghe. Nghe nóng không? Nghe. Hoặc là lúc đó mình nực, mình cũng nghe sự xúc chạm của cái khí lạnh tới cơ thể. Nó nghe, ví dụ có quạt, nó quạt của mình cũng cảm giác mình bị lạnh lạnh hay gì đó. Đại khái mình nghe, mình nhận biết được cái đó. Nó chạm tới thân, cái gì nó chạm tới thân thì gọi là xúc. Nhưng mà chạm nơi tâm có phải là xúc không? Xúc, chạm nơi căn cũng là xúc. Thì mình xúc bằng mắt, xúc bằng tay, xúc bằng mũi, xúc bằng lưỡi gì đó gọi là xúc. Thì cái lúc đó đó, cái xúc chạm ở âm thanh, cái xúc chạm ở mùi, ở vị gì đó, tất cả những cái xúc đó nó đều hiện ở nơi cái rõ thông, rõ biết của mình. Nhưng mà đây mình nói tới cái rõ thông, rõ biết đó thì nó sẽ trở lại cái chuyện ngày sáng mình nói là cái rõ thông này là rõ thông gì, rõ thông của thức hay là rõ thông của tánh. Bây giờ thì không chắc chắn là mình không thể rõ thông bằng tánh, vì mình chưa vượt qua được cái không tướng, tức là chưa vượt qua cái không trọng lượng và không khối lượng. Mình chưa vượt qua cái này. Nếu như mình đủ cái tầm để mình lắng sâu được cái tưởng ấm, có nghĩa là mình đã bắt đầu vượt qua cái gì tướng có và tướng không. Vượt qua, xem như mình vượt qua cảnh giới, vượt qua cái tầng đó. Là mình điều phục được những cái thô tâm của mình. Lúc này mới chỉ là điều phục được những cái tâm thô của mình để mình vào định thôi. Và bây giờ khi mà vượt qua cái thô tâm rồi, quý vị thấy một cái điều tuyệt vời là gì? Không, vượt qua cái gì? Cái sắc quẩn thôi đã là thấy điều tuyệt vời rồi. Mình sống cả đời mình nhẹ nhàng, nó không còn nhu cầu vật chất tuyệt đối, gần như không còn nữa. Có chơi cho vui, giỡn chơi thôi, chứ còn nhu cầu vật chất tuyệt đối không có còn. Không có còn nhu cầu mà gìn giữ sự sống để làm cái gì đó, chứ có nhu cầu ăn uống, mặc ở hay gì nó không có còn quan trọng nữa. Và không còn quan trọng của cái thân xác rồi thì cái thọ đó, cái thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui, nó bắt đầu nó tự động nó cũng nhẹ. Và nếu chúng ta vượt qua được cái thọ khổ, thọ vui đó, nhưng mà không hết đâu, vượt qua thọ khổ vui không hết đó, thì mình vẫn còn có một cái sự, ví dụ như bây giờ mình thấy cái yên là, tại vì mình bất an quá, thấy cái yên nó yên ổn, an lạc, mình quý nó, ví dụ vậy đi. Cho nên có chuyện gì bất an, chọn gì đau khổ, cái mình thả người của mình xuống, cái mình lặn vô cái yên đó. Thì lúc mà mình lặn người vô cái yên đó là cái gì? Một hình thức thọ. Mặc dù nó không hết cái khổ rồi, mặc dù cái này nó cũng không phải an lạc, nhưng mà cái thọ mà không khổ không vui là cái yên ổn, cái yên lặng đó, cái yên lặng, cái nghỉ ngơi, mình tưởng nghỉ ngơi, tức là mình không dính cái khổ, mình không dính cái vui, nhưng vẫn còn dính trong cái thọ, dính trong cái thọ. Và khi nào mình vượt qua luôn cái thọ này, thật ra cái lúc mà động niệm bất an hoặc là yên lặng với mình nó không có còn quan trọng nữa. Đó, mình đi từng lớp vậy đó. Xong rồi thì nếu mà cái động niệm bất an và cái yên lặng với mình nó không còn quan trọng nữa thì sẽ sao? Sẽ một bước ra ngoài tưởng ấm, là hai này không còn quan trọng, thì hai này sẽ bắt đầu lặng mất. Không còn động niệm và cái yên ổn nữa, mà nó sẽ tới một cái tầng là sẽ mất đi hai đầu. Mà mất đi hai đầu thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng mình nghe âm thanh nó trong lúc đó thôi, nhưng tại vì mình nhập định, sức định chứ chỗ này không có thể thường trực. Thì trong cái lúc đó mà âm thanh nó hiện ra thì quý vị sẽ thấy một, như hồi nãy mình nói là rõ ràng tao ở đây, mày hiện đây tao thấy mày rõ, chứ không còn là tôi ngồi đây tôi nghe người kia nữa. Bây giờ nói thì mình không tin chuyện đó, nhưng mà mình khi mà mình vượt qua khỏi tưởng ấm rồi, sắc ấm không còn thì căn nó không còn
cái quyền để nhận trần nữa. Rồi vượt qua thọ mà đã vượt qua tưởng rồi thì tất cả mọi cái nó đều hiện ra là tâm. Lúc này mình mới biết cái tâm là cái gì. Đó, vượt qua tưởng ấm mới biết cái tâm là cái gì, nhưng mà chưa phải là cái chân tâm, chưa phải là cái thật của cái chân tâm. Thì như vậy là âm thanh á, âm thanh nó hiện ở một cái nơi nào đó thì mình nhận rõ âm thanh hiện nơi đó, đó là giai đoạn mà chúng ta vừa hết tưởng ấm. Nhưng nó hiện nơi đó nó không đơn giản là mình nghe kêu cái ché cái đó là xong ở đó đâu. Chúng ta sẽ thấy rằng cái âm thanh này nó lại là, ủa đâu phải nó ở chỗ đâu ta. Lúc đó mình mới giật mình, chứ giờ chưa giật mình đâu. Giờ nói mình tưởng chưa ra. Nhưng mà tới đó tại vì sao, ủa sao cái chỗ nào con chim nó kêu vậy mà chỗ nào nó cũng vang hết. Cái chỗ nào nó cũng vang hết, y như là ở trong cái hang mà mình chỉ cần gõ một cái nhẹ rồi nó vang hết cái hang như vậy. Thì cái vang động của cái động tướng ở trong cái hư không vũ trụ này á, thì nó lại không phải vang chỗ nữa. Mặc dù mình chưa biết nó tới đâu, tại vì mới hết tưởng ấm mình rớt vô cái tầng không đó đó, rớt vô cái tầng không trọng lượng, không khối lượng đó đó, thì là tâm mình là tự động nó cũng hiện khắp, nó cũng thanh tịnh khắp, nó cũng rõ biết của thần thức chứ không phải rõ biết của hết tưởng. Thì thần thức nó sẽ rõ hơn bây giờ, nó sẽ sáng hơn bây giờ. Và khi không còn kẹt trong căn trần thì mọi cái hình sắc âm thanh nó đều hiện rõ nguyên cái hình của nó. Bây giờ mình thấy nguyên hình của bông hoa là nó nhiêu đây thôi, thấy không? Nhưng mà lúc cái tâm nó thấy á, thì nó khác à. Tâm nó nhận cái bông hoa không phải là bông hoa nhiêu đó, mà là bông hoa nó đầy ngập ở trong cái không gian này. Tâm nó nhận cái âm thanh á, thì không phải là âm thanh như mình nghe từng tiếng như bây giờ, mà mỗi âm thanh đều nó đầy ngập. Mà mình thấy nó đầy ngập, mình đầy ngập tới đâu nó lại hiện đầy ngập tới đó. Thì mình biết là mình ngập, mình tràn ngập ở trong không gian này bao nhiêu thì âm thanh nó cũng tràn ngập đúng với cái tâm mình tới đó. Tâm mình nó giai đoạn này thì nó gọi là nó chưa đạt tới cái cảnh giới vô tận vô biên, chưa. Nhưng mà nó kinh khủng lắm, mình không có thể, đã vượt qua khỏi cái tưởng rồi là không còn tưởng nổi nữa nó tới đâu. Nhưng mà nó chưa là chưa tới cái cùng đường. Mà lạ lắm là mà tâm mình tới đâu thì một âm thanh nhỏ, rất nhỏ trong vũ trụ này nó liền hiện nguyên như vậy với cái tâm của mình. Mình nhận âm thanh như vậy đó, mà tưởng nổi mà mình nhận âm thanh như vậy, và nhận hình sắc như vậy, nhận mùi như vậy, nhận vị như vậy, tất cả mọi cái là nó gần như nó đồng, nó chưa đạt tới cảnh giới gọi là bình đẳng, nhưng mà gần như là đồng với mình. Gần như mọi cái đều là đồng, mọi cái đều là tâm đồng nhất, chưa có đạt tới cái chỗ tận cùng là bình đẳng tuyệt đối. Nhưng mà gần như tất cả mọi cái đều là đồng nhất với tâm của mình. Nó ghê không? Thì phải vượt qua tưởng thôi, đã chừng đó rồi. Thì chưa chắc là mấy ông tổ sư Trung Hoa biết tới cái vụ này nữa. Đọc hết mấy sách thiền rồi biết liền à. Không biết tới cái chỗ này, tôi chưa thấy mấy ông giải thích chỗ này. Thấy gì nổi, tới đây thấy gì nổi, thực sự vượt qua bằng cái công phu thiền định mới thấy nổi. Còn cái dạng mà đọc cái ngộ cười khố khố rồi nữa là cái chừng. cái chừng không phải. Nó ngộ lắm. Ở chỗ này đã hiện toàn cái pháp giới này là toàn là tâm. Mà muốn hiện toàn pháp giới này toàn tâm là phải vượt qua cái tưởng. Vượt qua tưởng. Rồi nó mới có cái bước thứ ba thôi, còn thứ tư, thứ năm nữa mà. Mà vượt qua tưởng rồi thì là nhận biết toàn thế giới này toàn tâm là cái phần nó lại là hiện cái thô bên ngoài kỳ không? Còn thấy vi tế như nãy thì nói là thấy quá tới cái tầng của hành ấm lần. Nó nói là một tầng khác nữa. Mà nói vậy để mình tưởng đi, mình tưởng cái thế giới của hành ấm nó kinh khủng như thế nào. Nói là mình bây giờ là nghe, mình ngồi đây là mình nghe cái âm vang mà nó vang từ đây qua tới hết cái quả địa cầu mình đi. Qua hết luôn cái hệ mặt trời của mình đi. Mà thiệt lúc đó là cái hệ mặt trời cũng nhỏ xíu à. Khi mình vượt qua tưởng ấm là toàn bộ cái hệ mặt trời này nhỏ xíu à. Mà tâm mình mênh mông tới đâu thì cái ngã mình lại mênh mông tới đó. Lúc này cái ngã nó không còn là cái thân mấy chục ký nữa. Nó không còn là cái tâm niệm nhỏ nhiệm của mình nữa, mà cái ngã mình nó cũng tràn khắp mới ghê. Ngã mênh mông. Tâm mênh mông là ngã mênh mông. Là mình mênh mông. Mà lúc đó là mình mênh mông để nhận rõ cái mênh mông. Ở trong cái mênh mông này không có cái gì mà cái mênh mông không rõ bằng cái tâm đó.
chứ không còn mắt tai mũi lưỡi thân ý, không còn sắc thinh hương vị xúc pháp. Ở đây nó không có còn những cái tên đó đâu. Những cái sắc thinh hương vị xúc pháp là cái tên gọi, cái tiếng nói của cái tầng người của mình thôi. Tầng người còn trong tâm tưởng, nói cho nó phân biệt rõ vậy. Nếu mình còn trong tâm tưởng thì mình thấy có hình sắc, mình thấy có âm thanh, thấy có mùi, thấy có vị, hiểu không? Tức là về sắc trần là được ước lượng, ước tính trong cái loại ngôn ngữ của loài người. Đó, hồi sáng mình nói ngôn ngữ mình không nói hết cái này. Tức là biết được cái ngôn ngữ của từng loài á, thì mình có thể chấp nhận cái hình sắc được, mình nhận biết đây là mắt mình thấy, âm thanh mình được nhận biết là lỗ tai mình nghe, hiểu không? Thì gọi là hình sắc, được gọi là âm thanh, được gọi là mùi, được gọi là vị trong cái tầng tâm thức của loài người. Đó là ngôn ngữ của loài người. Chúng ta hiểu điều này, nó là ngôn ngữ của loài người còn kẹt trong tâm tưởng. À, nói cho nó rõ. Thế vậy chừng nào mình ra khỏi cái này đi, mới nói chuyện thánh thần. Còn ra không tới đâu. Cho nên mình thấy hình sắc và còn được nghe cái người mà cõi âm nói chuyện á, hiểu không? Mình giao thoa được với cõi âm, trao đổi được những người cõi âm thì chuyện nó còn thô lắm, ở cái tầng tưởng ấm nó chưa có hết. Mà là cái trí của Bồ Tát thấy tới cái tầng của hành ấm, mà bản thân của những cái loại người cõi âm, những cái gọi là những cái vong hồn của người cõi âm á, thì họ đang hiện cái tướng của họ, và họ nhận cái khổ cái vui ở trên cái tướng của cái tưởng thôi. Và sâu ở trong hành ấm họ không biết, họ mang đầy tất cả những chủng tử sanh tử sắp tới mà họ không hay. Họ tưởng là họ đang hiện hữu ở đó là hết rồi. Giống như mình bây giờ, mình đang tưởng mình đang hiện hữu ở cõi đời này là hết rồi, mình không thấy cái gì hơn nữa, không thấy gì hơn, cho nên đem mọi cái để phục vụ cho cái thân này. Chứ mình thấy cái gì hơn, mình không có cần cái mức độ phục vụ này nọ nọ kia theo cái nhu cầu, mà gọi là tham cầu, theo cái tham cầu của tâm chứ không phải là nhu cầu. Phải dùng cái từ là cái tham cầu để thỏa mãn cái thân chứ không phải là cái nhu cầu. Đó, thì như vậy là trí hành ấm thấy hơn cái này, hơn cái tâm mà vượt qua cái tầng tưởng. Cái tâm tưởng là cái thấy từng chuyện một ở một cái chỗ nhỏ nhất. Đó. Còn ở trong tưởng thì thấy một âm thanh là một âm thanh ở cái chỗ nơi nhất định. Hiểu không? Nhưng mà vượt qua cái tâm tưởng thì âm thanh đó vẫn là âm thanh, nhưng mà tâm mình tới đâu âm thanh vang động tới đó. Và hình sắc cũng như vậy. Mà chỗ này ai động tâm cũng lại biết. Tới đây nó giống như chứng tha tâm thông. Những cái thô tâm người khác hiện ra thấy rõ. Tại mình vượt qua cái trọng lượng, cái khối lượng rồi. Và vượt qua cái dao động của cái sóng thức á. Sóng thức nó là cái sóng của tưởng thức của mình á, là nó cũng thô lắm, nó có hiện rõ trong không gian rất là rõ ràng. Nó hiện rất là rõ ràng trong không gian, cho nên cái lúc mà mình vượt qua tưởng ấm thì cái tâm của mình nó sẽ rõ được những cái nó nhỏ nhiệm chi chít, mà dụng từ sao? Vượt qua cái tầng của vật lý luôn. Cho nên là máy móc không có thể lo được cái người này. Thật ra hồi xưa tôi nói tôi đi giảng ở bên Mỹ mà có cái người đem ra kể cái chuyện chế được cái máy của một cái tông môn tu, rồi lấy cái máy nó để đo người này định tới cái tầng nào á. Xin lỗi tôi lỡ thốt lời, tôi nói chuyện của con nít 3 tuổi chơi. Ai nhờ đó là đại sư ca của mình. Kết hợp với một giáo sư gì, tiến sĩ gì bên Đức chế cái máy đó để đem vô cái trường thiền để mà rà có ông nào bữa nào tu được cái gì, được định tới đâu vậy đó. Tôi nói này trò chơi con nít 3 tuổi. Mà mình, đó là cái chuyện mà họ hỏi mình trước thính chúng. Đương nhiên là mình phải trả lời, phải giải thích, chứ không phải nói một câu hàm hồ như vậy. Thì mình giải thích thì họ sẽ thấy rõ là những cái chế tác của tâm thức là những cái chế tác của tưởng tướng. Thì cái tưởng tướng nó chỉ đo được cái tưởng tướng thôi, chứ qua ý tưởng lấy gì đo, qua tưởng nó mới định. Còn trong tưởng thì làm gì định. Cho nên anh đo những cái thô phù của tưởng ấm là cái chuyện anh gạt những người mà không biết. Chứ qua tưởng rồi anh biết không? Qua tưởng nó là tầng tâm, mà tầng tâm ở cái tầng không trọng lượng, không khối lượng, cái tầng vô hình. Thì cái máy đo không có nổi được cái tưởng, cái máy thì sao đo với người qua tưởng ấm, mà nói sâu hơn trong thiền định nữa thì nói cái gì? À, ra là cái tông đó chỉ tầng đó thôi, cái tông đó thì chỉ biết được. Tức là do công phu tu tập mà lắng tâm chút thì thấy được cái ý tưởng hiện ra nơi tâm của người ta rồi, đó là cố gắng chế được cái máy đó thì nhỏ, không có lớn với mình.
Có mấy lần mình nói về cái vụ máy móc mà mình không muốn nói lại, tức là mình nhiều lắm, nhiều tầng nữa mới tới cái tầng của cái người ra khỏi tưởng. Người ra khỏi tưởng rồi tới hành, ra tới hành rồi mới tới thức, mà ra khỏi thức mới tới cái nguồn của ánh sáng. Mặc dù thức nó là cái toàn tri trùm khắp, từ đây từ khi mà cái người đó vượt qua được tưởng ấm rồi đó, thì họ mới nhận biết được là cái mà cái rộng lớn của tâm. Họ thấy cái rộng lớn của tâm thì họ thấy thế giới này nhỏ liền à. Người đó không có bao giờ dính trở lại vật chất rồi nữa, không có cách nào mà họ dính được vật chất, cho nên họ tưởng họ chứng thánh thiệt. Qua tưởng ấm rồi, qua cái chuyện thế gian là không có còn nghĩa lý gì, không có còn nghĩa lý, qua được cái gì, cái sắc ấm và thọ ấm thì đã không còn nghĩa lý gì trần gian rồi, chứ đừng nói là qua tưởng ấm nha. Mặc dù trần gian này vẫn còn là sinh hoạt bình thường như một người thường, nhưng mà chỉ cần qua được cái thọ ấm là gần như là họ đã gọi là bay bổng rồi, phiêu diêu rồi. Mấy người đó vượt qua sắc ấm là tự tại danh tử rồi. Cho nên biết ngày chết năm ba tháng, hay là tôi nói 3 năm 7 năm tôi chết là nơi mới có vượt qua có cái sắc ấm thôi. Sắc ấm tôi là đã có tới cái đó rồi. Thành ra cái chuyện mà anh chết anh biết ngày, anh nói mấy bài kệ trước khi anh chết, nó là cái chuyện của cái người vượt qua sắc ấm. Chuyện chơi của con nít 3 tuổi. Không hay không, mà xưa tôi nghe tôi sợ gần chết tôi luôn. Mà mê lắm, mấy hồi nhỏ mê lắm nha. Trời ơi, nghe cái ông thiền sư này, ông đọc ba câu kệ cái ông đi. Sướng nghe không? Sướng mình nặng nề, mình mấy cái lần mình khổ gần chết mà mình muốn chết, mình chết không nổi. Thì tới rồi mình thấy mấy anh Ale cái bên đi sướng quá trời, mê lắm rồi, đó là mê dữ lắm. Nhưng mà sau lần lần mình lớn lên mình thấy, ủa cái này nó cũng đâu có ghê gớm gì, đâu có đủ cái độ sâu của tâm linh. Thì cái người mà chống chết tự tại không thể nào đem ra bàn, mặc dù nó là một chút kết quả của công phu. Đối với tôi là cũng có được một chút kết quả của công phu. Nhưng mà cho chỗ đó là chứng thần, chứng thánh gì thì phải coi lại à. Không tới đâu, đừng có nói là chứng, chưa chắc là chứng, chưa chắc đã chứng. Nó chỉ phá được một tầng nào đó trong ngũ ẩn của mình, chứ không có đủ sâu. Cái Bồ Tát thì thấy, mà hay ở đây, ý mình muốn nói lòng vòng để gì, nãy giờ mình nói là mình thấy từng niệm cho tới mình phá hết những cái niệm đó, mình thấy từng tướng, mình phá hết những tướng đó cho tới tầng tâm, cho tới cái tầng tâm. Thì là một bất kỳ cái gì, ở đây nó không có còn là sắc và âm thanh nữa, mà cái hình sắc và âm thanh lúc đó nó lại là đồng với cái tâm của mình. Thành ra nó không có còn là hình sắc như thế này mình đang thấy, không còn là âm thanh mình đang nghe. Không có còn lục căn để mà có thể nhận biết riêng biệt. Đó, cho nên mà hồi cái kỳ nhập thất 2009 ra tôi nói một cái bài gì đó. Để mình gọi là gì? Mình nghe một lượt 6 căn đó, nhớ cái bài đó quý vị có nghe không? Nó nghe một lượt 6 căn để mình tập thôi. Nhưng mà thực sự 6 căn, nghe một lượt 6 căn tức là vừa thấy, là vừa nghe, vừa ngửi, vừa nếm một lượt. Mà sự thật là ở nơi mình cái chuyện này nó luôn xảy ra, nhưng mình chưa có từng một lần mình lắng tâm để mình thấy rằng mình đang thấy, đang nghe nè, đang có mùi mình biết nè, cái vị, cái lưỡi mình biết nè, cái thân mình nó ngứa mình biết, và cái tâm mình nó động mình biết một lượt. Cái này là lúc nào nó cũng một lượt. Giống như bây giờ cái nhà này có 6 cửa, đốt một cái đèn là nó tự động nó sáng 6 cái lỗ sáng ra bên ngoài một lượt. Thì một lượt của 6 cái cửa sổ đó đó, thì một lượt của mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, đó là một lượt. Từ một cái nguồn sáng nó hiện ra 6 cái chỗ đó một lượt. Mà mình chưa có từng lắng động tâm để mình thấy rằng mình vừa thấy vừa nghe một lượt, đúng không? Chưa có lần nào vậy hết á. Mà nếu như mình lắng tâm, lắng động xuống đủ sức để mình nghe một lượt của 6 cửa, tức là 6 cửa mở toang thì ánh sáng từ trong 6 cửa nó chối ra ngoài, thì cái khung tròn thì nó thấy cái ánh sáng tròn hiện ra khung vuông, thấy ánh sáng vuông hiện ra trong từng khung một như vậy. Thì gọi là mắt thấy, lỗ tai nghe, lỗ mũi ngửi. Nhưng mà khi mà vượt qua cái tưởng thì sao? Thì thấy nó không còn từng cái lỗ nữa, nó còn từng cái khung nữa. Tức là không là cái khung của cái mắt, không phải là cái khung của lỗ tai. Mà tất cả những cái hiện tướng, cho nên trong cái bản kinh Bát Nhã mình thấy cái hay là tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng á. Thì tất cả các pháp đều là muôn sự muôn vật, là hình sắc, là âm thanh, là mùi, là vị, là mới được gọi là tất cả các pháp, hiểu không? Thì ngay khi cái không tướng đó nó hiển lộ hết tất cả những cái đó đó, thì nói là sắc, theo cái ngôn ngữ hồi nãy mình nói là ngôn ngữ loài người mình mới có sắc, ngôn ngữ loài người mình mới có âm thanh, chứ mà loài khác nó sẽ là một chuyện khác.
Thì vậy là có những cái cõi mà họ sống ở cái cõi tâm, ví dụ như họ vượt qua tưởng như thế này, thì thứ nhất là họ sẽ nhận biết toàn cái mà họ được đang nhận biết đó, đó nó đã vượt qua tất cả những cái tưởng của tướng sắc, tướng thanh, tướng hương, tướng vị, chư pháp rồi. Tức là ở đó được xem là tướng và họ đã vượt qua cái tướng đó. Họ vượt qua cái tướng đó thì họ thấy tất cả các tướng là tâm, hiểu không? Thì mọi cái đều là tâm, nhưng mà nó không có giống hồi xưa nữa, nó không có giống ngày xưa nữa. Qua cái âm thanh không phải là nó vang động khắp mà nó rực rỡ, nó thanh trong, nó làm sao á. Chứ nó không phải là hay là dở, là cao là thấp, là buồn là thương, là giận là ghét, là tốt là xấu, giống cái kiểu của mình đang nhận thức ở còn trong cái tầng của tưởng ấm. Mà mỗi âm thanh nó là một cái gì nó thanh trong, nó nhẹ nhàng lắm. Mỗi cái hình sắc đều rạng ngời rực rỡ ở trong cái đầy ắp ở trong cái không gian này. Chứ không phải là bó hoa này là ở một hoa này là một hoa này, nó không có còn cái chuyện đó nữa. Thì vậy là tâm mình tới đâu thì cái hiện tướng của pháp tới đó đối với tâm của mình. À, mà hiểu như vậy để mình thấy là mình tới đâu, hiểu như vậy đó, nó là toàn tâm á. Toàn thế giới này là toàn tâm, toàn pháp giới này là toàn tâm. Thì mới vượt qua tưởng ấm thôi ạ. Vượt qua tưởng ấm thôi. Đây là chấp hết lý luận của Thiền Tông. Tới đây thôi là đã chấp hết lý luận của Thiền Tông. Chưa bước qua cái tầng của hành và thức đâu. Chưa. Quý vị đọc hết mấy sách thiền đi. Còn mấy ông thiền sư nói tới đâu về cái chuyện này. Nói chuyện phá ngũ quẩn như mình nghe không phải đâu. Không phá nổi tới ngũ quẩn, tới cái tầng của các cái ông mình hiếm lắm, hiếm lắm. Là trong cái lịch sử thiền sư Trung Hoa là có mấy vị hả? Và cũng đành chịu thôi. Nói ai hiểu. Tôi rõ ràng là tôi đọc, tôi tìm cái cách lý luận để ông phá mỗi một cái tầng ông ra cái gì. Trong cái thấy của tâm á, trong cái thấy của tâm mỗi một cái tầng anh phá ra, anh cái tâm anh sáng tới đâu, anh nhận biết cái chuyện gì, thì tôi đọc hoài tôi không thấy ông nào nói cái gì hết, cứ nói tưởng tượng như tưởng voi vậy đó. Giỏi lắm là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe là ghê gớm lắm rồi. Mà thấy chỉ là thấy bằng cái gì? Anh vẫn còn kẹt trong mắt mà. Cho nên anh thấy chỉ là thấy, anh thấy anh không phân biệt, hoặc là anh thấy như vậy mà thấy thì anh vẫn còn thấy bằng mắt. Anh chưa tới cái tầng của tâm, có nghĩa là anh chưa phá sạch cái sắc quẩn nữa. Thấy mà biết thấy rồi, thấy là thấy à gì đó là nó thô lắm ở dưới kia kìa. Không có đụng gì tới cái tưởng. Qua tưởng rồi mọi chuyện nó trời nó kinh khủng lắm. Qua tưởng, qua hết tưởng mới được gọi là sống trong cảnh giới của tâm. Và từ cái tâm mà không tưởng nữa nè, mới nói tới cái chuyện đạo lý sâu màu giác ngộ giải thoát. Từ đây mới bắt đầu khởi nguồn cái chuyện giác ngộ giải thoát. Chứ còn không vượt qua đây là gọi là ứ hơi âm ực. Cái gì đâu ở dưới kia kìa. Đây là mới nói cái chuyện kìa. Mà mới thâm nhập tới cái cảnh giới mà vô tưởng thì không phải chuyện đơn giản. Không phải chuyện đơn giản đâu. Trải qua nhiều kiếp công phu lắm. Mà ở đây thì một cái điều nữa là gì? Mọi cái nó đều hiện là tâm, cho nên không có cái chuyện sinh chuyện tử nữa. Tới đây họ thấy hết sinh tử nữa. Hết ý niệm thô phù là họ thấy hết sinh tử mới là cái chuyện lạ. Nhưng mà trí tuệ ở cái tầng thấy hết sinh tử, hết cái sinh và cái diệt của ý niệm thô, tức là cái tầng sinh tử thô. Nhưng mà còn nguyên cái hang ổ của hành ấm thì nó sẽ làm cho mình sinh tử lại như chơi, như chuyện chơi của con nít. Có nghĩa là không có mà gọi là dụng tâm. Tới đây nó không có dụng tâm để nhập đạo thêm á, thì mình sẽ bị sống lại với cái ý tưởng. Chứ mình chưa có giải thoát toàn triệt, chưa giải thoát hoàn toàn. Thì được định là gì gì đó thì tôi cũng không biết là định gì gì. Nhưng mà nếu mà ra được tưởng ấm thì lúc đó đó, lúc đó thì không có cái gì không phải là tâm. Mà ra hồi xưa mình nghe tập tầm tâm, đánh tung tâm cái gì cũng là tâm cái gì đó. Tôi nghe tôi thấy tôi cũng không hiểu. Sau này tôi mình nghe tôi bắt đầu mình hiểu ra cái mình thấy, ủa cái này cũng là cái chuyện chơi của cái tầng tâm thôi mà. Chơi của cái tầng tâm. Họ bắt đầu chơi của tầng tâm, nó chơi chỗ này ghê lắm nha. Chỗ này là thứ nhất là gì? Họ thấy cái tâm họ trùm khắp và không thấy cái tuổi thọ, tức là không thấy sự sinh diệt của tâm nữa. Không thấy nữa. Yên ổn, an lạc, thanh tịnh và vượt ngoài hết tất cả mọi thứ. Vượt ngoài hết, vượt ngoài hoàn toàn cái sanh tử của kiếp người. Nhưng mà chưa có hoàn toàn vượt ngoài tam giới nha, tâm còn trong tam giới. Nhưng mà vượt ngoài cái
cái sinh tử của gọi là chúng sanh, cái kiếp người, kiếp này kiếp kia nó đã vượt ngoài, tới đó nó cảm giác vượt ngoài. Mà sự thật là họ thấy ở ngoài, họ không trở vô trong được, họ rất là khó, tức là rời định thì mới sinh cái tưởng trở lại. Mà nếu họ ở không định thì cái tưởng không sinh nữa. Mà họ đâu có dám rời định đâu, họ phải ở trong định, định để mà thấy tâm của mình. Lúc này mặc dù là toàn pháp giới này toàn tâm, nhưng mà tâm đang bị thấy, đó mới là cái điều đặc biệt đó. Tâm đang bị thấy. Ai thấy? Không phải tánh rồi nha, thức thấy. Cái thức tâm mình thấy được cái tâm trùm khắp của mình, mà nó mới là thức của tâm, tâm thức. Sao mà mò? Chỗ này sao mò? Công phu nói chuyện gì? Tới đây là không có cái vụ đang cân đo đong đếm của các nhà khoa học và chịu chết rồi. Không có cái chuyện này, nó vượt ngoài cái tầng của vật chất hoàn toàn rồi. Cái tầng không trọng lượng, không khối lượng rồi nó mới tới đây. Để chúng ta thấy là cái cảnh giới của tưởng. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm chỉ nói lướt qua là cái gì? Chỗ này là gì? Thiên ma không thể thấy biết được. Và chư thiên muốn cúng dường cũng không thể tìm người này cúng dường được nếu họ ở trong cái cảnh vô tưởng. Nói thì như vậy là vị Bồ Tát giác ngộ còn sâu hơn, thấy sâu hơn, thấy cái mênh mông vĩ đại của hành ẩm. Mặc dù bây giờ rớt vô cái tầng tâm mà nó hết có ý tưởng rồi á, thì nó cũng là mênh mông ghê gớm, không có mình tưởng tượng là nó không có ngần mé vậy á. Nó cũng trùm khắp vậy á. Cái chỗ không hình tướng nó cũng trùm khắp vậy. Cho nên trong cái không nó nghìn trùng cái không, mà trước tôi nói là hằng hà sa số cái không. Anh không tới đâu mới nói chuyện. Đó, chứ đừng có nói là rớt vô cái không là mình được cái gì. Không phải rớt vô không chưa được cái gì hết. Mà lặn qua cái không đó để thấy hình ấm thì các vị Bồ Tát nãy giờ thấy đó. À, thì vậy là thấy tới trong đó đó mới nói là cái gì? À, giáo hóa tất cả chúng sanh, nhiếp phục tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ và hướng dẫn họ thành tựu cái đạo của Bồ Tát để mình hóa thân vô lượng, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Tới đó là hoan hỷ rồi. Từ cái tưởng mà đi sâu vào hành ấm để mà được giác ngộ á, tất cả những cái chủng tử trong hành ấm được chuyển hóa. Thấy hết là nó sẽ chuyển hóa, thấy không hết là không chuyển hóa. Nên mình nhắc lại cái điều này để mọi người tu phải nhớ giùm. Chứ có chuyện mình gán mình gọi là cái gì? Mình gắng mình lướt qua bằng cái này, gắng mình lướt qua bằng cái kia, mình gắng mình ém nó đừng có khởi gì gì đó, là mình còn ở cái tầng sâu sâu lắm của cái tưởng ấm, sao mình ra được, không có ra được. Vượt qua tưởng tướng đó mới qua được, mà vượt tưởng tướng là phải một là công phu, hai là nhận đạo. Thì ác ôn của cái chỗ này đó là người ta có thể dùng lực tâm để người ta ép người khác bước tới cái tầng gần như là không tưởng này. Và như vậy họ không công phu cho nên họ mất. Họ bị ép thôi, họ không công phu và họ sẽ mất. Đương nhiên là họ nếm được cái mùi, nếm được cái mùi đó để họ phấn đấu họ trở lại, nếu họ muốn trở lại. Và được nếm mùi rồi thì muốn trở lại hơn. Nếm mùi mặc dù là nếm một chút, không có phải của mình. Và họ sẽ mất đi. Mất đi nhưng mà sâu ở nơi tâm thức họ vẫn có một cái gọi là cái gì? Cái niềm tin, không, họ đã chạm rồi chứ không phải là niềm tin, không còn là niềm tin nữa, mà họ đã có một cái dấu ấn tâm linh về cái chỗ mà ở ngoài tất cả những cái động niệm của tưởng tướng rồi. Họ có được một cái thoáng kinh nghiệm đó chứ không phải là tin, mà là một thoáng kinh nghiệm đó đã có. Mà đã có cái này thì mình mới thấy rằng cái chuyện mà tu á, nó thành quan trọng. Còn không thấy này, thấy cái việc tu nó không có quan trọng đâu. Thế mình kẹt trong cái tưởng tướng thằng này cũng như thằng kia à. Nhưng mà khi mà vượt qua tới cái tầng của tâm, nó không còn là cái tưởng nữa đó, thì mình trở lại cái tầng mà lăng xăng lộn xộn, buồn thương, giận ghét, yêu đương, chán chường gì gì đó, nó mệt lắm. Ví dụ cái từ này kể tới dân là nó mệt lắm. Xuống đó nó nặng trọc, vừa rớt xuống cái mình thiếu điều muốn nặng, muốn y như là một người đeo một tấn đá chìm dưới sông vậy đó. Mà không có cách nào ngồi lên được đó, phải quăng cái cục đá đó mới ngồi lên được. Nó kiểu cái gì đó. Cho nên mệt lắm, ai mà rảnh nó mà xuống nữa, không có chịu xuống. Thì mình ở đó giống như mình ở trong cảnh giới vô sanh, mình ở trong cảnh giới thiền định, mình ở trong cảnh giới giải thoát. Và ai tới đây thì họ cũng cảm là họ đã ở trong cảnh giới giác ngộ giải thoát. Và rất 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 là nhiều người đã bị lầm ở đây. Không có sai, mà chưa phải. Chứ không phải là sai. Chỗ này chưa phải được gọi là tam muội của Đạo Phật, tức là chưa có,
có tới cái cảnh giới của tam muội, mặc dù là người này ở đây hằng hà sa số tỷ tỷ cái sinh tử của một cái hệ mặt trời, không phải giỡn đâu, nó gần như tuổi thọ, giống như là tuổi thọ vô tận vô biên. Tại tới tầng tâm này chúng ta không có thấy cái chuyện sinh tử nữa, không có thấy, không thấy cho tới một cái ngày mà mình có một cái tuệ khác nó sinh ra cao hơn cái chỗ không tưởng này, thì tự nhiên cái mình thấy ra hình ảnh mình mới thấy là nó là một cái gì nó mênh mông hơn nữa. Là nó bắt đầu mình tiếp đi, nhưng mà tới chừng đó là sẽ đi tiếp, không bao giờ dừng. Vượt qua tưởng rồi, một lần nếm được cái mùi mà ở ngoài ý tưởng rồi là gần như không ai ngưng cái việc công phu hết á. Khó khổ cỡ nào, họ trả giá cỡ nào, họ cũng trả giá sinh mạng, họ cũng trả giá, họ thà bỏ sinh mạng để họ tiếp tục sống cái cảnh giới này chứ họ không bỏ. Và họ thấy rõ rằng cái chuyện mà mang thân, là chấp tâm gì đó hồi xưa tới bây giờ nó cũng là một cái gì nặng trọc như cái núi đeo, cho nên họ cái sống họ không quan trọng cái chuyện thân, họ cũng quan trọng cái chuyện tâm. Cho nên chuyện buồn thương giận ghét tự động nó bị biến mất ở dưới cái tầng của cái sắc và cái thọ ấm, và còn trong cái tầng của tưởng ấm. Ở cảnh giới này là nó kinh khủng mà nhiều thôi, gần như cái lý luận ở Phật đạo trong xuyên suốt lịch sử, tôi nói gần như thôi nha, tại vì tôi chưa có đọc được cái bản kinh nào mà nói một câu nó ra ngoài luôn tới ngũ quẩn, hiếm lắm, rất là hiếm, trừ kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa có, chứ còn một số bản kinh khác thì không có nói hết được tới đây. Nhưng mà nhất là Hoa Nghiêm đã nói lột tả hết, không phải Hoa Nghiêm thì không có thể nào mà nói được mấy cái điều này. Cảnh giới mà vượt qua tưởng, tôi nói thiệt quý vị, nó sướng lắm rồi. Còn gì sướng hơn. Mở tâm ra cho chư thiên cúng dường, mở không đóng kịch, chư thiên bích, không có đường kiếm, đứng trước mặt chư thiên cũng thấy, chư thiên cũng bao giờ thấy mình. Tới đây mới được gọi là quỷ thần không thể thấy tâm, mặc dù là tâm mình đã khóc. Nhưng mà hồi xưa là cái thô của tưởng là cái kiểu gì cũng bị nó thấy. Xưa nó kiểu gì cũng bị nó thấy. Tới đây chấp hết. Thiền ma khỉ nữa là chấp hết. Các vị chư thiên không biết được mà, mặc dù là chưa có vượt ra ngoài tam giới. Chỗ này mà nhiều người bị tưởng là mình chứng thánh không à. Chỗ này quá sức tưởng tượng đi, quá sức tưởng tượng là hết tưởng rồi. Quá với cái sức của tưởng. Chợ tới chỗ này tới mình thấy mình chứng thánh, tự nhiên cái thấy mình nó khóc mà nó sáng mà nó trùm, cái gì cũng thông, cái gì cũng rõ. Mà mình thấy mình không phải thấy biết tất cả mọi cái bằng căn trần, nó không còn nhận biết của căn với trần nữa. Mà cái này nó vẫn là cái sự nhận biết ở ba tầng nha. Ba tầng là tầng thứ nhất là gì? Là âm thanh đi. Thì âm thanh bị cái tâm trùm khắp nó nhận biết. Hiểu không? Cái tâm trùm khắp ở tới đâu thì âm thanh nó hiện đầy ở cái tâm mình tới đó. Thì vậy là một cái tầng âm thanh hiện, một cái tầng biết âm thanh hiện, và một cái tầng biết là nhận biết âm thanh hiện. Ba tầng đó vẫn chưa có tới tánh. Trời đấy coi. Không có nói chuyện tánh được ở đây. Mặc dù là cái thấy trùm khắp nhưng mà chưa được quyền nói tánh. Còn tới đây mà nói tánh là cái như hư tét bét rồi. Hư là nó không có đường gỡ. Tới đây chưa được quyền nói tánh, chỉ được quyền nói tâm thôi. Chỉ được quyền nói tâm là đúng nhất. Tâm tôi hiện khắp, tâm tôi đang biến khắp, cho nên tất cả mọi cái đều hiện khắp ở nơi tâm của tôi. Đó. Vậy câu đấy nói thầy này thôi đã là kiếm trong thiền chưa thấy. Câu nói là nói trong thiền chưa thấy. Chứ đừng cứ nói mà thực sự đã thấy tới cảnh giới này là như vậy. Thì chỗ này bạn tánh là sai. Chỗ này chưa được quyền nói đó là tánh. Nói còn cái tầng thấp. Rồi cái biết của cái tâm, mình thấy rõ là cái tâm mình trùm khắp để rồi cái hình sắc này nó hiện khắp ở tâm. Cái tâm mình trùm khắp để cái âm thanh mình hiện khắp ở nơi tâm trùm khắp của mình. Cái tâm trùm khắp đã bị thấy và cái âm thanh ở khắp nơi tâm mình cũng được thấy. Hai tầng đó bị thấy. Và cái anh mà nhận biết đó vẫn bị thấy thêm một lớp nữa. Cái anh nhận biết mà cái tâm trùm khắp á, thì ảnh cũng bị biết nữa. Thì cái biết trên đó, trên cái anh mà biết trùm khắp thì anh đó mới được bàn tới tánh. Mà muốn nói đó là phải đụng chạm tới cái thức ấm, phải vượt qua hành ấm, đụng tới thức ấm mới được quyền bàn tới cái chuyện tánh. Tại vì ngộ tánh vậy không? Không phải vậy đâu. Chỗ này là nó đã vượt qua tánh tướng. Chỗ này nó ghê đến mức độ. Cho nên trong cái những cái bản kinh của thiền, những cái bản kinh Bát Nhã mà nói tánh, nói tướng là tôi biết là còn chưa có qua khỏi tưởng ấm.
Tại qua khỏi tưởng ấm là nó đạt tới cảnh giới là không còn tánh, không còn tướng nữa. Cho nên lý luận mà còn tánh tướng là bị gọi là quẩn trình úng nước. Mấy cái sách mà nói tánh là nó đó. Nó đâu nói với tưởng ấm. Chưa qua khỏi tưởng ấm. Đó, để thấy những cái ngôn ngữ của sách vở của thiền nó sẽ định nó ở đang đâu. Tức là anh nói ra là tôi định anh đang ở đó cho anh. Và anh nói ra là anh lộ anh ở cái tầng đó cho anh, không có thể giấu được một lời thôi là anh ở tầng nào là người ta sẽ biết. Đâu cần lý luận đâu. Cho nên đi càng sâu vào chuyên môn chừng nào chúng ta mới thấy là đúng là cái việc tu không phải đơn giản. Những cái quyển sách được viết đầy ở cái thế gian này, gom lại sàn nắm lợn nắm không biết được không. Nói lô mô trói thiên binh dạng tướng, nói từ lô mô chỗ này nó không nói. Biết cho tới chỗ này, tôi nói thiệt cái trường thiền nào mà vượt qua được cái này rồi mới nói chuyện tu được, có thể chấp nhận. Tức là tới chỗ này rồi có thể dạy tu và người ta có thể tu đạt tới cái chỗ này. Chỗ này được xem là tu chứng nè. Chứng tới cái chỗ mà vượt qua hết cái tưởng ấm. Chứng tới chỗ đó là thầy tòa ấn chứng nào ngộ đạo gì đó là lẫn quẩn loanh quanh ở đây chơi cho vui, rồi gắng tu vài chục ngàn kiếp nữa thì mình mới tới cái tầng của tánh để mình vượt thoát sanh tử luân hồi. Không, ở chỗ này nó đã thấy nó hỏi sanh tử mới là chết người đó chứ. Tưởng mình đạt cảnh giới vô sanh rồi. Tại khắp pháp giới là khắp cái tâm của mình mà. Ở tâm mình nó rõ khắp pháp giới này. Khó có thể mà gọi là biện biệt được cái cảnh giới biết khắp của cái không tưởng và cái cảnh giới của tâm thức và cái cảnh giới của tự tánh. Tới đây nó còn tới ba cái lớp biết đó đó. Mà biện biệt được hết ba cái lớp này thì mới nói là tánh. Còn chưa đủ sức để biện biệt thoát khỏi cái tướng để mình thực sự là mình nhận biết tất cả hình sắc không còn là tướng nữa. Không còn là tướng nữa, nhưng mà nó sẽ có sự khác biệt. Nó có sự khác biệt, ví dụ như là bây giờ trong cái tâm của mình nó trùm khắp, mình nhận âm thanh cũng khắp nguyên cái tâm của mình. Nguyên cái tâm tới đâu thì âm thanh nó hiện nguyên tới đó. Nhưng mà nó vẫn là cái trùm khắp rõ biết âm thanh. Cái này là cái tầng rất rõ ràng, cái tầng rất rõ ràng. Nó rất, nếu mà xem về trí tuệ giác ngộ thì đây là cái tầng thuộc cái dạng thô. Vì nó vẫn còn là cái người biết và cái vật hay biết nó ở tầng thô. Những cái chuyện mà nhỏ nhất sau một cái tầng sâu của trí tuệ, của định lực nữa thì nó bước qua một cái tầng nó biết cái hành ấm. Thì cái kia nó những cái nhận biết về, bây giờ mình tạm thời là gọi là nhận biết âm thanh, nhận biết hình sắc đi. Chứ còn lúc đó nó không phải là âm thanh. Lúc đó nó chỉ là cái gì? Cái sóng của âm nó vang á. Cái vang của sóng âm. Hiểu không? Cái vang động của sóng âm trong cái hư không ở cái tầng nào. Lúc đó nó không còn là âm thanh nữa. Không còn âm thanh đó. Nếu mà nói vượt hơn cái ngôn ngữ của loài người á, ngôn ngữ loài người nó cũng kẹt trong sóng âm để có thể dễ hiểu là đó là sóng âm đi. Đó là cái động ở trong không gian này, cái động và cái tĩnh ở trong không gian này. Mà bây giờ mình thấy là cái chỗ không có âm thanh là chỗ tĩnh, có âm thanh là chỗ động, giống như mình tưởng tượng vậy đó. Nhưng mà ở cái tầng kia thì khác rồi nha. Tầng kia là thấy rõ biết rõ rồi nha. Cái dao động của cái sóng âm ở khắp cái không gian này, nó hiện cái tướng á, hiện cái tướng của âm thanh. Hiện cái tướng âm thanh là sự dao động, sự rung động của không gian này. Nó là tướng á, nó là tướng. Giống như mình tưởng tượng là lấy cái máy đo nhịp tim mình, nó hiện lên máy là sao đó, nó chạy vậy nè đúng không? Đo sóng não thì mình thấy sóng não mình nó chạy đó. Thì ở trong kia nó sẽ thấy cái sóng đó đó. Nó hiện nguyên cái tướng vậy đó, hiện nguyên cái tướng giống như mình đo điện não đồ, thấy nó chạy sao vậy đó, rồi đó. Ở trong kia nó sẽ thấy như vậy. Chứ nó không còn thấy âm thanh nữa, nó không còn thấy âm thanh nữa. Ví dụ thấy ví dụ như cái máy mà đo điện não đồ mà nó bước thêm một bước nữa, nó sẽ dịch ra được cái ý tưởng của mình nha. Khoa học chưa tới đây. Và nếu mà có ai có điều kiện tôi sẽ gặp gỡ, tôi nói chuyện cho nghe về cái này, sẽ bước thêm một bước nữa. Mình sẽ gạn lọc cái kiểu gì á, là cái khi mà mình đo sóng não này nè, là phát thành âm thanh nói chuyện lèn lèn tèn 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 đó.
Chứ không phải là sống âm. Sống âm đó là cái âm thanh nó hiện ra, mà ngắt khúc được nó để phót đại nó lên thì nó thành là từng cái khoảng li ti đó, là mỗi một ý niệm, và mỗi một ý niệm được phóng đại lên là thành một âm thanh. Bước nhẹ nữa thôi, biết là khoa học bước tới đây chưa thì mình chưa có thấy tài liệu nào, nhưng mà hay đó. Thấy tôi thấy điện não đồ, tôi thấy nhiều chuyện vui đó. Nhưng mà không biết cho nó dừng ngay đây đi, nó chỉ đo điện não đồ là cha này có bệnh thần kinh hay không thôi. À, nên chúng ta mới thấy được cái trí tuệ của đạo Phật nó hay lắm. Khoa học không có đi theo kịp, tôi nói thẳng là khoa học không có cách nào đi theo kịp hết trơn á. Không có khả năng, không có khả năng đó. Trừ trường hợp là anh qua định cái đi nói chuyện, mà qua tới tưởng ấm thì bắt đầu mà cái thấy rõ về tâm á, thì cái chánh kiến nó mới bắt đầu phát sinh. Tới đây nè mới nói chuyện chánh kiến, mà đương nhiên là chưa phải là cái thấy tận cùng của chân lý nha. Nhưng mà ở đây là những cái mà gọi là cái gì, những cái nhận biết. Nhận biết thì nó ở tầng những cái biết của mình á, những cái biết của mình nó không phải là cái nhận biết. Những cái biết của cái tâm không á, những cái biết của tâm không hiện hữu á, thì nó ác ôn cái là nó không có phân biệt hai bên nè. Thấy chưa? Nó đã vượt qua, nó thành là người ta ngộ lý không hai, mất cha nó rồi. Nó không có phân biệt hai bên, ác vậy đó. Nhưng mà nó đang nhận thức được cái pháp khác với nó. Nhưng mà nó không phải là thằng nhận biệt hai bên, tức là nó nghe âm thanh là khắp cái thế giới là âm thanh. Nó chỉ biết là cái tướng âm thanh hiện trong khắp cái thế giới này, hiểu không? Nó gần như là một cái thấy. Cho nên người ta dùng là kiến này kiến kia, kiến đạo kiến này kiến kia, nó dùng tức là cái thấy này thấy kia, nó dùng là cái kiến nó không phải là cái thấy của con mắt nữa. Tới lúc đó thì cái thấy nó không phải là cái thấy của con mắt, mà âm thanh nó hiện nguyên tướng và cái mùi nó cũng hiện nguyên tướng. Mỗi một cái tướng hiện của nó thì nó cũng hiện như vậy, nó vượt qua ngoài cái lục căn, vượt qua ngoài tất cả ý tưởng. Nhưng mà lúc đó không còn có cái so sánh phân biệt. Ông nào cũng đẹp rạng ngời hết trơn á, bông nào cũng rực rỡ, chói sáng á, nó không có bông nào mà xấu hơn bông nào hết á. Âm thanh nào cũng thanh trong nhẹ nhàng là vang khắp hết, không có âm thanh nào là hơn âm thanh nào. Mặc dù là ở đây là ví dụ như một người nói thật là nhỏ, một người nói bằng micro như tôi, thì ở trong cái cảnh giới của tâm á, nó cũng nhận hai người này vang khắp trong không gian giống vậy à. Hai cái sống này nó vang trong cái tầng tâm của mình á, y vậy đó. Ở đó mình phải dùng cái từ này, nó gần như chính xác rồi. Tức là cái thấy rõ cái dao động của cái sóng âm ở trong không gian này, chứ không phải là nghe âm thanh. Nó vượt, mình nói để mình phân biệt là mình vượt qua ngoài tưởng ấm, thì nó có cái nhận cái gì ở tầng ngoài đó một cách rõ lắm, nhận rõ lắm. Mà nhận sáng tỏ, nhận rõ ràng nha, nhận không có mù mờ và gần như không có cái gì mù mờ. Tới đây là nó sáng tỏ lắm rồi, tại vì hết tưởng ấm nó sáng lắm. Nó sáng gần như là phóng quang chứ không phải là sáng dừa. À ra là đúng là họ có thể họ nhận ra họ chứng thánh thiệt. Nó kinh khủng lắm, tới cái tầng này là quá khiếp. Nó vượt qua ngoài tất cả những cái vật chất rồi. Ở ngoài vật chất hoàn toàn, người đó gần như là ở ngoài vật chất hoàn toàn. Vậy mà chưa đủ sức để thấy hành ấm. Bây giờ nói tới hành ấm là nói tới tất cả những cái chuyện sanh tử vô lượng, vô số kiếp của một đời người, của một gọi là sinh mệnh sống chứ không phải đời người. Tại vì nói chuyện này là nó đã vượt qua ngoài cái tầng người rồi, thì mới nói tới cái sinh mệnh sống, một sinh mệnh. Và vô số những sinh mệnh, mỗi mỗi một sinh mệnh chứa vô số sinh mệnh nữa. Cái vô số của cái vô số đó nữa. Nó cứ lũy thừa lên như vậy. Thì lúc đó mình mới thấy là cái sinh tử còn nhiều quá. Chứ không phải vô sanh như hồi nãy giờ nữa. Hồi nãy giờ là toàn có chết toàn tâm, và cái tâm này là gần như bất sanh bất diệt. Nhưng mà bước qua nó bây giờ mình thấy nó không phải vậy nữa, trời ơi. Nhưng mà nó không có động. Ác ôn cái là không có động thành ý niệm. Nó gần như là một sự yên tịnh, mà yên tịnh chứa nhóm. À, mình dùng cái từ này hình như là hay á. Cái yên tịnh mà chứa nhóm gần như nó không bỏ sót cái gì. Cái thằng trùm khắp của tưởng ấm mà nãy không chứa cái gì. Nhưng mà cái yên tịnh trong này nó chứa tất cả mọi thứ. À, ở qua một cái tầng khác.
mà nó mênh mông cái vĩ đại. Một cái động nhỏ, một cái niệm nhỏ, một cái sát na nhỏ ở trong cái cảnh giới của hành ấm đó thì nó chứa tất cả những cảnh giới của cái thằng tưởng này nè, thằng vô tưởng này nè. Có nghĩa là cái mênh mông hồi nãy ấy, thì được chứa trong cái niệm rất nhỏ của hành ấm thôi. Nghe chưa? Và tất cả mọi cái đều thanh tịnh đó. Thấy tất cả tâm đều thanh tịnh thì nó chỉ là một cái phần tử cực vi, cực nhỏ nhiệm ở trong cảnh giới của hành ấm. Trong hành ấm đó nó có nguyên cái cảnh giới thanh tịnh của tưởng ấm này. Đó là cái mà mới bắt đầu quân tập để thành chủng tư của hành ấm. Mình vừa rớt đó đúng không? Mình trải qua 8 năm mình nhập trong cái định đó, hiểu chưa? Và cái mình xuất cái định đó ra thì cái sự quân tập trong cảnh giới không tưởng này, cái sự yên tịnh được quân tập trong 8 năm định của mình, nó hình thành một cái chủng tử nhỏ ở trong cái hành ấm kia. Cho nên thấy cái chủng tử nhỏ đó là thấy nguyên 8 năm đã nhập định. Ghê không? Đó là nói cái chuyện nhập định nha. Và nếu mà nói tới cái chuyện sanh tử thì một niệm nó chứa hết. Mà mỗi một niệm nó chứa vô lượng niệm, mỗi một cái sát na nhỏ niệm nó chứa vô lượng cái sanh tử. Nó chứa một đời, nó chứa nhiều đời, vân vân. Tất cả những cái đó nó được có đầy đủ hết trong đó. Thì ra là thấy được hành ấm thì phải thấy được tất cả những cái tâm tưởng của mình ở trong hành ấm đó. Mà tất cả những tâm tưởng là tất cả những cái sinh tử của mình trong nhiều đời, nhiều kiếp ở trong cái hành ấm này. Nếu mà mình không thấy được như vậy là coi như mình chưa thấy hành ấm. Chưa thấy hành ấm, hiểu không? Nó thì nó yên lặng nhưng mà nó chứa nhóm vậy đó. Nó chứa tất cả những cái chuyện liên quan tới vô lượng kiếp sanh tử của vô lượng chúng sanh muôn loài trong khắp pháp giới mười phương này, cho tới cái mức mà thấy trong một niệm như ở đây diễn tả là đúng là một niệm chứ không thể hai niệm. Tức là đúng một cái thấy chứ không có cái thứ hai nữa. Hồi nãy là cái tâm tưởng mình nó trùm khắp thì tất cả những cái hiện trong tâm tưởng nó cũng hiện đủ. Nhưng bây giờ bước qua tới cái hành ấm á, thì nó cũng lại là mênh mông gấp nhiều 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 lý thừa của tỷ 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 của cái cảnh giới hồi nãy, nhưng cũng vẫn là một cái rõ thông, không có cái thứ hai. Và cũng một thời gian duy nhất, không có cái khoảnh khắc kế tiếp, không có. Tới đây thì lại là nó không có khoảng thời gian không gian nữa nè. Tới là tới đây mới bắt đầu thấy là không có thời gian cho mỗi cái rõ thông của mình, của cái thằng hành ấm. Không có thời gian, không có cái chuyện trước sau nữa. Ghê không? Lúc này là lúc mà không còn có cái chuyện mà quá khứ, hiện tại, vị lai nữa. Tới đây thì bắt đầu mới nói tới cái chuyện vượt ra ngoài. Tới cái tưởng kia là nó gần như nó đã vượt qua rồi, nhưng nó không rõ ràng lắm như là tới cái hành ấm. Thì vậy là rõ thông hết mọi thứ của sinh tử luân hồi. Tới đây gần giống như là chứng túc mạng thông rồi đó. Kinh như vậy đó. Chưa chứng thánh mà có túc mạng thông. Đấy, thấy hết mà cái chuyện sanh tử vô lượng quá khứ là chứng túc mạng thông rồi. Mà đâu phải đâu, túc mạng minh là thiên nhãn minh rồi. Tại vì thấy vô lượng kiếp sanh tử tương lai. Nhưng mà chưa, tới đây là chưa nói gần như là cái chuyện tương lai nó chưa có. Cái hành ấm nó chỉ huân tập tất cả những chuyện quá khứ thôi, để đi tới hiện tại thôi, tương lai chưa có. Nhưng mà phải thấy hết. Cho nên nó là cái gì nó cực vi tế mà nó hiện nguyên cả cái thế giới. Cái thế giới trong không gian này chứ không phải thế giới loài người mình. Thế giới của bao nhiêu sinh mạng chúng sanh. Và quý vị thấy là trong cái từng cái li ti của mình nó đồng với cái cõi nào, cõi nước nào. Từng cái niệm li ti mình nó đồng với cõi người, nó đồng với cái cõi trời, nó đồng tới cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi đó. Tất cả những cái li ti ở trong hành ấm đó đó, hiểu không? Thì nó dung chứa tất cả những cái gọi là cái gì? Những cái chủng loại á, những cái dị loại mà hồi nãy thấy đó, gọi là những cái dị loại đó. Thì không có loại nào mà trong hành ấm mình không có. Không có loại nào không có. Những cái loại mà mình đã từng trải qua vô lượng kiếp sanh tử, từ cái thời mà mình còn là những cái li ti còn nhỏ hơn cái con vi khuẩn nữa. Một cái đời sống của sinh mệnh nó nhỏ hơn bằng một phần ngàn của con vi khuẩn nữa. Là mình đã thấy. Thì tất cả những đó nó được chứa hết trong hành ấm. Và lần lần nó lớn lên,
theo ánh sáng nó lớn lên, theo cái gì đó, theo hoàn cảnh nó lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên. Mà tới hồi mà bằng một hạt cát để mình có thể thấy là những cái vị loại trải qua vô lượng kiếp rồi. Trải qua vô lượng kiếp rồi. Rồi từ cái chấp ngã bắt đầu nó sinh khởi tiếp, để đi vào sinh tử nó tiến hóa tiếp, tiến hóa tiếp, tiến hóa tiếp. Chỉ trong công phu này là thấy hết như vậy đó. Thấy hết thì mới chuyển hóa, còn không thấy hết thì đừng có hòng. Tôi hay nói câu này. Và phải lặp đi lặp lại câu này hàng ngàn kiếp sau. Để mọi người thấy rằng đừng có thấy lơ mơ, thấy là phải xuyên thấu tường thành. Còn đụng với tường dội lại là chưa. Đụng với tường vật lý mà mình dội lại là mình chưa. Thật sự nó không có còn vật lý, nó không còn không gian và thời gian trong cảnh giới của mình đâu. Nó hiện nguyên vậy nhưng mà nó không nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà thực sự tất cả những cái đó là những cái đã qua trong vô lượng vô số kiếp sinh tử của chính mình. Còn tương lai thì chưa. Tương lai thì tới cái ngần khác mới có thể thấy. Chứ còn khúc này chưa thấy. Đó thì thấy vậy để chuyển hóa. Mà các vị Bồ Tát để chuyển hóa để mà cái gì đó, để thực hiện thành tựu cái hạnh của Bồ Tát á, thì khi mà thành tựu hạnh Bồ Tát chứng thánh quả thì cái chuyện đó là xuyên suốt quá khứ vị lai, đó là một cảnh giới khác. Vậy là mình thấy tu cũng dễ không ta? Vậy mà còn cứ còn lo ăn lo ngủ. Không có phấn đấu là lấy gì mà tới. Đi tới đâu để đi ra. Ở khi mình học đạo mình mới thấy cái sự mà vĩ đại vô cùng vô tận của đạo lý, mà phải đánh đổi hằng hà sa số kiếp sinh tử, tinh tấn tu tập mới nếm được chút hương vị. Còn cái kiểu tu cà chớn cà cháo như mình không biết chừng nào nếm. Sáng nắng cái chiều mưa, trưa lạnh lạnh, mới sáng phát nguyện là cái gì tùm lum tà la, trưa hồi gì còn không chơi nữa đâu. Nghỉ. Tu vậy mới đầu hôm á là tu tinh tấn ghê gớm, nó tu ngồi ngủ gục thức dậy bỏ chạy mất tiêu, không tìm tu nữa. Qua một giấc ngủ, qua một cái chớp mắt, bởi tâm tưởng của mình nó ác lắm, nó gạt mình nhiều cái. Rồi lúc cứ tưởng mình thánh thần lắm nha, trời ơi, phát tâm phát nguyện dồm dồm luôn, thấy tôi cũng rùng người vậy, rỡn ốc. Nhưng mà ngồi cái bắt đầu nó tỉnh lại, cái nó thấy ồ trời ơi, nãy giờ tao khùng hết, tao nói vậy thôi bây giờ xin thua đi. Xin thua bỏ chạy. Tu của mình từ xưa giờ vậy, khó chút bỏ chạy mất rồi. Một cái người mà có sức khỏe giống như là tiên sinh nói là càng việc càng khó, càng mó tay vào thì còn chưa có gặp nữa, chứ đừng có nói chuyện mà trong đạo lý. Thì ra đây là một cái thật sự khó. Nhưng mà cái đoạn này cái ý muốn tóm lại là cái gì? Là tất cả những cái niệm tưởng, những cái ý tưởng mà từ hồi còn thô ở trong dục, cho tới tất cả những cái mà cái vi tế thật sự nhỏ nhiệm trong hành ấm, dù có vướng kẹt sanh tử tới đâu, nhưng mà ánh sáng trí tuệ soi tới là đều có thể sao? Giác ngộ ngay tại chỗ đó. Nói thì trải qua vô lượng vô số kiếp, nhưng mà đương nhiên là phải mất vô lượng vô số kiếp. Tới cái hồi mà mình thấy một lượt đã được giác ngộ là kết quả của hằng hà sa số kiếp tu tập của chính mình. Đây là kết quả của hằng hà sa số kiếp tu tập. Nhưng bây giờ mình tới đây rồi, cái bây giờ mình gì? Mình không còn giữ cái thân này nữa, cái mình tại hết tuổi thọ thôi bỏ đi. Bỏ đi mà đáng lý là ở đây mình có thể nhập sâu trong định, không cần thọ sinh tử tiếp là thừa sức rồi. Đã hết tưởng ấm là thừa sức đã làm chuyện đó rồi nha. Nhưng mà ở trong cảnh giới nó một thời gian sẽ được cái sự nhắc thức của ai tới trong cái cảnh giới để nói với mình nghe là chỗ này không phải vô sanh đâu con. Cái giật mình lại, cái ổng cũng mở cửa hành ấm cho mình thấy một đống rồi nè. Là thấy sinh tử chưa xong rồi, phải giải quyết một cái đống hành ấm này nữa. Đó. Ừ, thôi đi thọ thân người trở lại tu tiếp em. Về Việt Nam tu. Tu tiếp. Chứ lâu nay không biết bao nhiêu cái gọi là cái sinh diệt của cái vũ trụ này rồi, mà mình vẫn còn ở trong cái không đó. Có nghĩa là ở trong cái thời không vô tận đó. Nó không có thời gian. Bên ngoài thì có thể hình thành bao cái dải, cái hệ mặt trời mình, cái dải ngân hà, thiên hà nó hình thành, nó thay đổi không biết bao nhiêu trận rồi, mà ở trong đó vẫn chưa nhúc nhích. Rớt đó nó ghê như vậy đó, rồi sao mà không thấy mình vô sanh. Đó, nhưng mà mù tịch ha. Cảnh giới này vẫn chưa có sáng gì hết trơn. Nó chỉ có sáng hơn cái hồi trước. Nhưng mà chưa phải là ánh sáng giác ngộ.
nó mới là cái điều đặc biệt. Nhưng mà khi mà cái trí tuệ mà vô trước vô phượt, nó thấy hết tất cả những cái gì, nó vượt qua cái cảnh giới không của tưởng, rồi nó mà soi thấu tất cả những cái gì đang có ở trong hành ấm, từng cái mãi tơ nhỏ nhiệm nhất, xong rồi là giác ngộ toàn triệt cái hành ấm đó. Và lúc này khi mà đã giác ngộ toàn triệt cái hành ấm rồi á, thì khả năng gọi là biến hóa thân vô lượng xảy ra. Ghê không, mới dứt được cái hành ấm thôi á. Nhưng mà không phải là được đi cõi này cõi kia để giác ngộ chúng sanh đâu, nhưng mà khả năng đó có biến hóa được, khả năng biến hóa được nha, chứ không phải là được mà gọi là khởi cái thân đi cõi này cõi kia để giáo hóa chúng sanh, không có như vậy, không có khả năng đó. Nhưng mà biến hóa được, có thành không, không thành có gì đó, là đã tới đây là quá thừa cái sức làm mọi chuyện. Nguyên cái quả địa cầu này bóp một cái nát cũng được, tới đây là làm được cái chuyện đó rồi. Đây là dư sức rồi đó, chưa chứng thánh gì hết trơn á nha. Cho nên cái chuyện mà độn thổ rằng dân gì đó là cái chuyện nhỏ của cái này, không phải là chuyện lớn. Nhưng mà mặc dù còn trong cái gọi là đầy ấp cái sinh tử, chưa có được phá vỡ, chưa được khai được cái tuệ giác ngộ để chứng thánh quả, nhưng mà Bồ Tát một phen thấu suốt là liên chuyển quá. Và người đó có khả năng đã vượt qua được những cái tâm tối của tưởng, của hành, và có bước thêm một bước nữa. Bước được một bước nữa, phải thấy được là tới cái thức ấm. Thức ấm là toàn sáng. Nó gần giống như toàn tri của tự tánh, nhưng mà nó mới là thức ấm thôi. Thì vậy là hồi nãy cái tâm tới đâu thì cái âm thanh, mà mỗi mỗi âm thanh đều hiện tràn ngập cái tâm mình tới đó. Và lúc đó thì cái tâm ở cái tầng mà hết tưởng, nó nhận biết cái âm thanh như vậy, nó thấy âm thanh như vậy. Cho tới cái hành ấm thì nó cũng có tầng đó, nó chưa thoát. Nhưng mà qua tới thức ấm thì cái thấy âm thanh nó lại trong sáng nữa. Toàn cái cảnh giới của thức thì âm thanh gần như, ở đây chúng tôi dùng từ gần như nha, gần như biết, gần như là âm thanh là cái biết của thức. Đây mới nói là gần như thôi nha, để mình có thể tạm hiểu nó có cái khác biệt khi mà nhận tánh. Thì như vậy là mỗi mỗi cái hiện của âm thanh, mỗi mỗi cái hiện của hình sắc, thực sự lúc đó nó không còn âm thanh hình sắc, nhưng mình tạm mình hiểu vậy đi, thì là mỗi mỗi cái gọi là cái gì, nó trở thành cái linh tri á, cái nhận biết á, nhưng mà nó chưa phải là cái biết toàn triệt của tánh, nó chỉ là cái biết của thức, và cái thức là cái thức của tâm, là tất cả mọi hiện tướng là cái hiện của tâm. Ồ, bây giờ nó hiện tướng là hiện của tâm, chứ không phải hiện tướng là hiện của tướng nữa. Nó hiện tướng là hiện của tâm. Tâm ở đâu cái tướng nó hiện ở đó. Tâm ở âm thanh, nó hiện nguyên cái âm thanh khắp pháp giới. Tâm hình sắc hiện nguyên cái hình sắc khắp pháp giới. Tất cả cái tướng là tướng của tâm, tất cả tâm là tâm của tướng. Ok không, tới chỗ này hiểu nổi chưa? Tới cảnh giới của thức ấm nè. Thức ấm nè, thấy ghê chưa? Nhưng ở đây còn nhân cái là gì? Mình đang biết khắp, cho nên mình đang thấy âm thanh cũng hiện khắp như cái biết khắp của mình. Nhưng mà âm thanh này nó không còn là cái gọi là cái mù mờ giống như trước nữa, mà âm thanh là cái sáng, được nhuốm sáng bởi cái sáng của cái tâm thức của mình. Cho nên chỗ này nó thuộc thì quá quá với cái tầng tầng của chứng đắc kia rồi. Quá rồi, tới đây chỗ đó quá, nó mênh mông. Âm thanh cũng mênh mông, hình sắc cũng mênh mông, gần như tất cả mọi cái đều mênh mông của một cái cõi tâm. Đây nè, bắt đầu mới nói tới cái chân tâm nè. Nhưng mà chưa phải tánh, tới đây mới được gọi là nói chân tâm. Tại vì nó là trùm khắp, nó là rõ thông, nó là nó không có phân biệt, nó không có gì hết trơn, nó không có niệm phân biệt. Nó tỏ rõ, nó chói sáng rạng ngời, gần giống như tánh, không khác miếng nào. Và tất cả cái pháp giới này đều được nó chói sáng, nó rõ biết, tại vì nó đã trùm khắp cái pháp giới này. Cái chân tâm á, cái tâm thức á, cái gọi là cái thức uẩn đó, thì nó chói sáng rạng ngời, trùm khắp rõ thông hết tất cả mọi cái bị nó chiếu sáng.
Lúc này mọi cái bị nó chiếu sáng. Và không có cái gì nó không chiếu sáng. Ghê không? Này không còn nói tới cái chuyện dụng công nữa đâu. Dụng công cũng được, không có ai đây dụng rồi. Tới là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn là thiếu điều đó. Đã tới đó là đã bắt đầu hết dụng công rồi đó. Cho nên tôi nói là nếu mà ở chỗ đó bao nhiêu lâu thì họ ở chứ họ không đi xê dịch được nữa. Họ không xê dịch được nữa. Và tới hành ấm cũng vậy, và tới thức ấm thì thôi thôi, không còn nói bàn. Thì tới chỗ này á, nếu không phải là cái người đại căn đại cơ, không phải gặp một đại thiện tri thức, thì mình sẽ kẹt trong thức ấm vĩnh viễn, mà mình tưởng ra là mình đã nhập ở trong cảnh giới vô sanh. Kinh chưa? Tới đây mới thấy là cái chuyện kinh hồn á. Không có thấy sinh diệt, không có thấy động niệm, nhưng mà tất cả mọi cái đều hiện ra trong cái thấy của mình. Cái gì nó cũng hiện. Hiện không còn sót một mảy tơ nào hết. Đừng có nói cái thức mình là vừa sai lầm rồi, mình kinh khủng như vậy đó. Cái thức quẩn, Lâu nay mình tưởng thức quẩn bình thường đúng không? Không thường đâu, không thường đâu. Nó là nó cũng tỏa khắp, nó cũng chiếu khắp, nó cũng biết khắp. Nó biết khắp. Mọi cái hiện ra trong cái biết, nó cái nào ở đâu thì nó biết tới đó. Tâm tới đâu thì tất cả mọi cái đều hiện tới đó. Giống như mình vượt qua tưởng ấm, mình nói cái biết này nó gần giống nhau. Mình càng lúc nó càng mênh mông hơn thôi, càng lúc nó càng sáng hơn thôi. Từ hết mấy cái tưởng, bước qua hành thì nó sáng hơn. Bước qua thức này gần như là một cái sự chói sáng của cảnh giới chân tâm. Cảnh giới chân tâm vẫn còn đó. Thì chân tâm biết bằng cái chỗ mà chân như hiện tiền, y như cái chân như hiện tiền, cái gì nó cũng biết nguyên vậy. Nó tại vì nó không động mà biết không động, biết không có động, cái gì cũng biết mà không hề động, hiểu không? Cái gì cũng biết không phải biết một chỗ mà biết khắp mà không hề động. Cái hiện tại và cái quá khứ được biết khắp, cái thức ấm nó biết hết những cái chuyện đang có ở trong không gian vũ trụ này và những cái chuyện đã từng trải qua trong quá khứ. Nhưng tới đây thôi, vị lai chưa biết. Hằng thức ấm không biết chuyện vị lai. Đó, mình đang nói để mình thấy ra là cái khi mà đã nhập tánh thì chuyện gì xảy ra nữa. Nhập tánh thì chuyện gì xảy ra nữa. Kinh khủng lắm rồi. Đã vượt qua hành ấm là đã quá quá kinh khủng của cái việc tu tập rồi. Thì cái này không có còn năm tháng ngày giờ hết rồi, không còn năm tháng ngày giờ với cái thức ấm là không còn, ở trong cảnh giới thức ấm là không còn năm tháng ngày giờ. Mọi cái đều được thấy biết một lượt nữa, ác như vậy đó, nó biết một lượt hết á. Thức này biết một lượt xuyên suốt từ quá khứ cho tới bây giờ, biết một lượt, biết rõ ràng, biết không lầm lẫn nếu trở lại cảnh giới của chân tâm. Tới đây được gọi là cảnh giới của chân tâm. Bây giờ vượt qua tâm để mà tới cảnh giới chân thật, không được gọi là tánh mà tôi dùng là cảnh giới chân thật. Cái này thì mình không nói nhiều, nói lướt qua vậy đi. Thì bây giờ tới cảnh giới chân thật. Cảnh giới chân thật này thì những chuyện đã qua, đang qua và sẽ qua lộ ra ba thứ. Hiểu không? Hồi nãy là thấy hai, từ trước giờ trong còn kẹt trong thức là thấy hai. Đó là cái khác biệt đầu tiên. Cảnh giới chân thật hiện ra thì cái chuyện mà vô lượng kiếp quá khứ mênh mông của hiện tại, chứ không phải ở đây nha, không phải ngay tại đây là cái khoảnh khắc mà mình thấy mình nghe ở đây, mà mênh mông của hiện tại là khắp pháp giới này hiện ra và mênh mông của vị lai sẽ hiện ra. Đầu tiên là hiện ra cái chuyện của riêng mình. Chứ chuyện của riêng mình là không có cái gì mình có thể sót hết, được thấy hết, được gọi là cái gì ta. Nó hiện ra cái hiện thực. Cái hiện thực hiện ra chứ không phải là biết nữa, hiểu không? Tới đây là tất cả cái hiện thực đều được hiện hữu ở ngay nơi cái khoảnh khắc hiện tiền đó, chứ không phải là biết nữa. Thì mỗi cái hiện thực là sự thật hiện, chứ không phải là ai biết ai ở đây. Mỗi cái hiện ra đều là hiện thật, là hiện tiền. Mà hiện thật hiện tiền là dung hội xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai. Chứ không phải hiện thực hiện tiền là nó bí thù lù, không có chuyện đó. Hiện thực hiện tiền là cái ông nào hiện tiền đó đó, thì ông đó đều là thông thấu của xuyên suốt thời
gian và không gian, xuyên suốt của quá khứ, hiện tại, vị lai, xuyên suốt của tất cả các nơi trong khắp pháp giới này, trong một cái hiện thực hiện tiền. Không có thời gian, không có không gian. Mình nói để mà nghe chơi như vậy để mình hiểu, không có cái chuyện hồi nãy, không có cái chuyện bây giờ và không có cái chuyện chút nữa. Thực sự trong cảnh giới nó không có. Nhưng mà cái chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra thì nó là xảy ra một lượt. Nó không trước không sau hết trơn. Bây giờ mình thấy còn quá khứ, tại vì lai là mình nói theo cái nghĩa đó. Nhưng mà chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra là nó sẽ xảy ra một lượt. Nó khác với nghĩ thức rồi nè. Khác hoàn toàn. Và cái một lượt xảy ra đó là tuyệt đối như nhau, không hề có bất kỳ một cái sự sai khác nào, không hề có bất kỳ một cái sự mất cân bằng nào, mất cân đối nào. Đó là cảnh giới bình đẳng tuyệt tuyệt đối đang hiện tiền, đang hiện hữu. Lúc này không có nói tới chuyện biết và bị biết nha, chứ không có, mà là tất cả đều là biết hiện toàn triệt cái cảnh giới toàn tri. Thì trong một cái điểm nhỏ giữa không gian vũ trụ này bằng một phần tỷ của đầu cọng tóc mình, nó cũng rực sáng hàng hà sa số ánh sáng mặt trời không so sánh được. Lúc này là rực sáng toàn triệt, tỏ thông còn triệt, chói sáng toàn triệt. Và tất cả những cái điểm nhỏ, những cái sát na nhỏ đang có trong vũ trụ này đều là một cái cõi sáng toàn triệt, chứ không phải là khắp pháp giới này là một cõi sáng. Đây mới là cái chuyện kinh khủng của cái người đã thực sự nhập trong cảnh giới này. Từng sát na nhỏ bằng một phần tỷ của cộng tóc, hiện nguyên cái pháp giới chói sáng của khắp mười phương đang có như bây giờ. Chứ không phải là nguyên pháp giới mà này chói sáng. Thì ánh sáng mặt trời chịu nổi không? không có ánh sáng mặt trời nhỏ lắm. Nguyên cái dải ngân hà, thiên hà này nhỏ lắm. Cho nên hồi đầu mình thích cái câu mà Ngài Văn Thù nói là cái gì đó tam giới này như hạt cát á. So sánh vậy thì đã là thô lắm rồi. Thô rồi. Hồi đó mình thấy thích nhưng bây giờ thấy nó thô. Tới đó còn thô á. Đó là cả giới, cõi giới chân thật. Chứ không nói tánh tướng ở đây nữa, không có nói tánh tướng, đó là cõi giới chân thật, cảnh giới chân thật. Là cõi giới, là cảnh giới giác ngộ giải thoát của tất cả các bậc thánh đệ tử của Đức Phật chạm tới. Chưa chạm tới mình biết mình chưa có vô tới cái tầng của thánh. Tới đây mới nói chuyện thánh hiền, tới đây mới nói tới cái chuyện tam muội là gì. Đó là cõi giới tam muội, đó là cảnh giới chân thật của diệt đế, của Niết Bàn. Thấy tới đó mới gọi là thấy diệt đế. Được diễn tả là có cái khổ của sinh tử và có cái nguyên nhân của sinh tử, có cảnh giới Niết Bàn và có tất cả những cái tố chất ở trong cảnh giới đó. Trong Niết Bàn có đủ tất cả những cái điều mà được diễn tả là đạo đế, là bát chánh đạo. Đó thì thấy xuyên suốt, thấy tận cùng. Và hồi nãy á, cái thức nó biết khắp, nhưng sao? Không biết nổi những cái cảnh giới của thánh. Biết khắp, nó trùm khắp nhưng mà nó không có dung thông các cõi giới khác. Hiểu không? Đó mình phải nói thêm cái sự sai khác nữa chứ thôi nhiều khi người ta không nhận định ra. Hồi nãy là ta biết, cũng biết trùm khắp nhưng mà chỉ có cái tâm ta hiện trùm khắp, cho nên cái gì hiện trong tâm ta biết trùm khắp thôi. Cái gì có trong pháp giới này là ta biết. Nhưng mà ta không có đủ cái tầm để xuyên thấu qua các cái cõi khác. Có khả năng biến hiện thành cái này cái kia nhưng mà không có khả năng để mà gọi là cái gì đó sinh sống, không phải là thâm nhập để giáo hóa giống như cái tâm của Bồ Tát, không phải như vậy. Nhưng mà nó cũng khả năng biến hiện tất cả các cõi rồi. Mà cõi giới gọi là cái gì thánh thì là không đủ sức để thâm nhập. Không đủ sức. Ở đây rất vào cái cảnh giới chân thật, tới cái cảnh giới chân thật không có nhập nữa, mà tới cái ngưỡng của cảnh giới chân thật thì không còn nhập với sức đâu nha, không còn nhập. Cho nên nói là nhập cảnh giới chân thật là một sự sai lầm, không có đạo để nhận, mà là tất cả đều là đạo rồi, không có đạo nào nhận đạo nào, không có ai nhận đạo, không có người ngộ đạo, không có người chứng đạo, không chứng không đắc, không có nhơ, không có nhiễm, không tăng không giảm gì hết trong cái cảnh giới này đó. Đó là cảnh giới chân thật hiện hữu, hiện thực hiện tiền, chói sáng rạng người khắp pháp giới này. Thì phải tới cảnh giới này mới được gọi là ngũ uẩn giai không.
được gọi là ngộ tánh. Tới đây mình nói với bạn chuyện tánh, tạm dùng là tánh, nhưng mà nó thực sự là cái cõi giới chân thật, là cái cội nguồn của tất cả những cái sinh mệnh của tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này, cội nguồn của tất cả những sự biến động trong khắp pháp giới mười phương này, những cái thành tựu quả không của tất cả những giả ngân hà thiên hà khắp pháp giới này, chứ không phải quả địa cầu hành tinh nhỏ xíu của mình ở đây. Tôi nói tới những cái giả ngân hà thiên hà thật sự á, thì cái chỗ này là cái chỗ làm cho thằng nào đi kiểu nào, nào quay kiểu nào, nào tới lui kiểu nào, sanh ra kiểu nào, là hình thành kiểu nào, diệt đi kiểu nào, là ở đây được quyền gọi là, dùng cái từ giống như là một cái sự sắp xếp gì đó, nhưng mà không phải sắp xếp, vì cái cõi giới chân thật này nó có một cái năng lực vô tận, vô biên, vô cùng, không thể diễn tả được, để có thể là hình thành, để có thể là gìn giữ, và để có thể làm hoại diệt tất cả mọi thứ trong không gian vũ trụ này. Nó có cái quyền chạm tới, quyền điều động. Nhưng mà nãy thức ấm cũng biết cùng khắp mà không có cái quyền này, chưa được cấp quyền. Chưa được cấp quyền. Đó là thấy cái sự khác biệt của cái cảnh giới mà biết khắp. Cái biết khắp của thức thì chỉ biết khắp quá khứ và hiện tại. Nhưng cái biết khắp của cái cảnh giới không phải là biết khắp nữa, mà là cảnh giới chân thật thì là xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Không phải là biết, ở đây không phải biết, không có biết, không có người nào ở đây để biết đâu. Mà cái gì cũng biết. Và tất cả cái hiện hữu đó đều là cái hiện hữu của khắp, chứ không phải là bình thường. Cái hiện hữu nào cũng là cái hiện hữu của khắp biết. Thật ra mình hồi xưa mình nghe nên là tất cả các pháp là Phật pháp, mình nghe mình cũng hiểu mang máng thôi. Tới đây nè mới hiểu là tại sao mà tất cả pháp đều là Phật pháp. Là tại vì một phần tỷ của cọng tóc, giống như nãy mình nói, thì nó thứ nhất là nó chói sáng rạng ngời chiếu khắp pháp giới này. Cái thứ hai, nó có khả năng biến hiện tất cả mọi thứ, hình thành tất cả mọi thứ và làm hoại diệt tất cả mọi thứ, là một cái điểm cực nhỏ bằng một phần tỷ lý thừa tỷ của cộng tóc thôi, là nó đã là như vậy rồi. Cho nên cái mênh mông hiện tiền đó, cái mênh mông vĩ đại của cảnh giới chân thật đó, là nó hết ngôn ngữ, loài người không thể nói được cái gì, không thể nói được cái gì. Một điểm một phần tỷ lý thừa tỷ của cộng tóc nó đã là như vậy rồi, thì cái mênh mông kia là nó không cách nào mà mình dùng cái ngôn ngữ cõi này có thể nói hết được. Cái năng lực, cái chói sáng, cái tỏa thông vô cùng vô biên vô tận. Và gần như tất cả những gì đang diễn ra ở trong cái vũ trụ này là đều từ cái gốc này, đều từ cái gốc này điều động tất cả mọi thứ. Đó, bữa nay mình lướt qua để mình thấy phá tới đâu, chứ mấy cái bài ngũ quẩn thì hổm, cái bài mà kinh Bát Nhã thì hổm, mình không có điều kiện nói. Cái này có thể ráp qua bên đó, khi mà nói chuyện phá ngũ quẩn thì tuyệt vời, tại vì không có đụng tới kinh Quan Nghiêm nó không có được. Thế đây mới nói vậy. Thì nó rõ ràng là nó sự khác biệt, giống như cái bài ngũ quẩn trước của mình đúng không? Khác biệt, thật sự khác biệt. Và như vậy thì làm sao đây? Anh nói một câu thiệt á. Nói tới đây rồi cái giờ mình trở lại mình hỏi giờ làm sao tu đây. Giờ tu tới đây đây đó, thật là khó đó. Thì vậy là khi mà tới chỗ đó rồi thì ở đây dùng từ là gì, dùng cái trí nhật quang chiếu tâm Bồ Tát, làm cho khai ngộ trí huệ tự tại, rất vô cảnh giới hiện tiền này rồi mới nói chuyện là thành thánh, mà thành Bồ Tát, thành gì thì thành, đúng không? Nhưng mà tới đây rồi là trí nhật quang, tức là nhật là mặt trời, cái chói sáng quang có nghĩa là sự chói sáng của cái ánh sáng mặt trời, dùng cái trí đó để chiếu cái tâm Bồ Tát. Thật ra thì tâm Bồ Tát mà bị chiếu như vậy thì chắc cũng không phải rồi. Cái cảnh giới đó gọi là mình không có dám nói là cảnh giới gì đó tự tánh, mình không có dùng cái từ tự tánh, mà mình dùng cái từ là cảnh giới chân thật để khỏi có bị lầm, hiểu không? Mà cảnh giới chân thật của không hồn nào chiếu hồn nào được. Không ai chiếu được, ai cũng chiếu hết rồi. Tất cả mọi thứ đều chiếu sáng như nhau. Mới là cái điều tuyệt vời. Chứ còn mà còn ai chiếu ai là không phải. Không phải, tất cả đều chiếu sáng như nào.
ông một cái phần tỷ lệ thừa tỷ của cộng tóc nó sáng khắp pháp giới này thì là cái ông kia cũng vậy, ông nọ cũng vậy, tất cả mọi cái hiện ra nó đều chiếu khắp, chiếu khắp, chiếu khắp, khắp chiếu khắp. Nó khắp chiếu và nó chiếu khắp. Mới nói cho nó trọn vẹn rồi đó. Không phải nó chiếu khắp mà nó cũng khắp chiếu luôn, chỗ nào nó cũng chiếu, chỗ nào nó cũng khắp. Một cái chiếu soi nó tràn ngập pháp giới này. Và cái mà pháp giới này là một cái chiếu soi tràn ngập. Mới kiểu nó vậy đó. Nó kỳ lắm, không biết diễn tả kiểu gì cho nó hết cái nghĩa này. Đó là cảnh giới chân thật. Không nói là mình tu chứng, không nói mình tu đạt gì hết, đó là cảnh giới chân thật. Và khi mà mình hết đi ngũ uẩn rồi thì mới tới cảnh giới chân thật này. Còn không là chịu chứ đừng nói công phu cái gì hết á, đừng có nói. Cho nên mình thấy cái việc tu của mình thì rõ ràng là mình thiệt á, không biết phải nói cái câu gì bây giờ. Mà còn làm biến nữa thì làm sao mà ngửi ngửi được cái mùi này. Khó lắm. Để vậy đừng có giải đãi nó giùm, trời đất ơi lại Phật giùm tôi đi. Thì cái kiểu này hả, bỏ ra lại Phật hết cái kiếp này không thèm ăn, để cho mình chết đi tôi lại hết kiếp sau sanh ra cũng lại nữa lại tới đi. Chứ đừng có nói mà lại còn tính ngày tính giờ. Thì mới hy vọng là mình mở chút cái trí tuệ của mình rồi là mình đi sâu vào một chút công phu để mình thấy được một chút mùi vị của Phật Pháp ở đây. Chứ sao thấy. Tôi nói trong cái đoạn trong buổi chiều này, quý vị sẽ truy hết tất cả lịch sử nói đạo ở trong Phật giáo ra đi. Kiếm đi cái lý luận về ngũ uẩn ở tầng này. Kiếm hết cái sách sử của thiền. Tại sao tôi dám nói thiền tông chỗ này chỗ kia gì, tôi thấy rõ ràng là họ đang ở đâu. Tất cả sách vở lý luận về thiền tông đang ở đâu. Không bao giờ giấu được với nhau trong cái chuyên môn. Người không chuyên môn thì phân biệt không có ra. Rồi có những cái mà rất rất là khó nói trong cuộc đời của mình. Cũng rất là đắn đo có phải nói hay không. Nói ra thì tôi biết rõ ràng là tôi không có đụng tới cái vụ mà tử ngữ hoạt ngữ của nhà thiền đâu. Nhà thiền mà đặt tử ngữ hoạt ngữ, tử cái gì hoạt cái gì, anh nói tới hay là không tới thôi, anh đủ sức khai thiện người ta hay không thôi, chứ không có vụ tử không có hoạt này. Không có, anh hiện cảnh giới chân thật cho người ta thấy hay không thôi à. Chứ đừng nói tử ngữ hoạt ngữ chứ. Chứ hồi đầu khi mà mình thấy biết tới những cái chỗ này, mình suy nghĩ là mình có nói hay không. Và nói ra thì phải dùng cái từ là nó sẽ đụng. Rõ ràng là nó sẽ đụng. Những cái thọ ký chứng đắc của mấy trường thiền bây giờ nhìn lại đi. Những cái khai thị khai ngộ nhìn lại đi. Tôi nói hết cái này đủ gì, bắt đầu qua cái cảnh giới tưởng ấm á, là nhà thiền đã dối mỗi tay không tới rồi. Mấy cái trường thiền đang có đó, dối mỗi tay không tới rồi. Chứ đừng nói qua tới cái cảnh của hành ấm và thức ấm. Rồi sao mà nói chạng đạo được. Khó lắm. Tôi nói tôi chờ một người công phu cho nó ngon lành để uống trà nói chuyện bữa đó là lý do. Lý do này nè. Tôi chờ hoài, tôi chờ không có được. Rồi đơn độc mình la lối giữa hư không. Nói cái gì bây giờ, cái này mà nói với ai nghe. Nếu không phải giảng kinh Quan Nghiêm tôi có nói được, tôi có mở lời được không? Nói không có được, không có cách nào để có thể nói tới cái chuyện này được hết á. Ở đây tại vì ông đang nói tới cái chỗ hành ấm. Đó, đụng tới cái chỗ này mới ngứa lên mới nói được, chứ không nói là không nói được. Trí tuệ mà thấy tới cái cảnh giới vi tế của hành ấm thì ngon, tới đây là bắt đầu nói chuyện được. Và thực sự người nào mà đã công phu và đã vượt qua tưởng ấm rồi á ha, thì sẽ nói chuyện được. Cái khúc mà hai bước của hành ấm và thức ấm thì khả năng có thể khai ngộ được. Tự dùng cái từ là khả năng thôi nha, chứ còn chưa biết là khi họ tới đó họ như thế nào nữa. Tới đó họ phải như thế nào nữa. Tức là xuyên suốt quá khứ của họ một cái sự huân tập tu hành như thế nào. Đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên chưa? Nếu không thì cũng phải trợ cái lực nào đó để đi sâu vào trong định, để có thể từ từ mở mắt ra mà thấy được hành ấm. Rồi công phu tiếp để mở mắt ra thấy được thức ấm. Mà thấy được hành ấm rồi là khẽ ngon hơn. Thấy cái kiểu mà như hồi nãy nói, nãy giờ nói là khẽ bập, lọt qua
vượt qua thức ấm luôn. Tới chừng đó mới gọi là triệt ngộ đó. Nhưng mà khai thị tới đó là xua chắc lắm à. Tại vì tới đây nó cũng cái gì đó, nó chưa có sạch cái ngã, phải không? Mà chưa sạch ngã thì khi mà mình thanh tịnh, rồi khi mình có thần thông, rồi khi mà mình thấy mình không có còn sanh tử lặt vặt nữa, là mình tưởng mình thánh rồi, cũng không có dễ gì mà cầu pháp để cho mình gõ. Cũng không phải dễ đâu. Nó coi chừng là cái ngã của mình nó là bằng trời. Là tại vì mình đã khắp rồi, từ qua cái tưởng ấm là khắp pháp giới là tâm của mình rồi mà. Là từ đó là sao, là sống trong cảnh giới tâm hoàn toàn rồi. Nó không có còn rớt xuống cái thân tướng nữa. Tới đây luôn sao giờ trời. Nói vậy mà làm biến trời đất ơi. Từ đến bây giờ mà mình đã bắt đầu phát tâm phát nguyện lại để tu tập á, mà mình xin theo một cái vị thầy nào, theo một dòng pháp nào, ông thầy ông nói mày đưa cái đồ tao đập mày nát là 1 tỷ lần, mà rồi là mình cũng phải đưa cho đập, rồi sinh ra đời sau đưa cho ông đập tiếp, ông đập nát hàng tỷ 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 kiếm vậy á. Mà nếu như mình mà thực sự chưa có nửa cái ý niệm bực dọc khó chịu ở trong đó thì mới hy vọng là mình mở con mắt đạo. Trong cái khoảng giữa hàng tỷ kia đó mình có một cái ý niệm gì đó là kể như xong rồi. Sống vậy cái ngã chấp là đời mình sẽ đi ngược lại với con đường của sinh tử. Không đưa cái đầu đập nát cái đầu ra thì làm sao nát được cái bản ngã của mình. Ông thầy nó khoét khoét cái đầu mình làm cái bô để ông đi cầu cũng phải đưa cho ông khoét, và không hề có nửa ý niệm gì thì mới hy vọng nói chuyện tiếp. Nói chuyện đạo tiếp mới xứng đáng được đi học đạo. Tới lúc đó mới xứng đáng là một đệ tử để học đạo. Chứ còn bây giờ chưa có ai được cái đó hết trơn á. Bản ngã lớn chưa cần có. Đụng tới một cái là sực thầy liền không có tha. Thì học cái gì? Đạo lý gì được mà học. Bản ngã vậy rồi đạo lý đâu có nhập vô nổi đâu. Không có cách nào mình nhập đạo được. Thật ra là rất là khó chứ không phải là dễ. Mình có dám thực sự hạ cái cờ bản ngã mình xuống để cho người ta giẫm đạp hay chưa? Một lần nào đó trong một ngày, ai cũng có thể chửi, ai cũng có thể chê, ai cũng có thể mắng, ai cũng có thể nhiếc mình. Họ đi qua cái dũng sùn đó là mình nằm xuống, mình lót mình cho người ta đi. Không phải là ông thầy mình, nhưng mà chúng sanh muốn là mình làm. Cúng dường tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, cược cái mạng này cho đạo. Làm sao mà tôi làm bằng tất cả những hành động gì đó mà được một chút lợi ích cho ai để tôi có thể thâm nhập đạo lý là tôi sẽ làm. Bán hàng ngàn cái mạng này tôi cũng làm. Thì mới hy vọng học đạo. Gọi là được hy vọng thôi chứ chưa có được chính thức ghi danh. Chứ được cái giỡn. Ông thấy rõ ràng là Huệ Khả thấy Đức Tổ Đạt Ma ngồi thiền, ảnh biết là thằng cha này có cái chuyện gì ghê gớm lắm. Mà không biết cái chuyện gì thôi. Đúng không? Đứng nguyên một đêm chờ, quay mặt lại không dám hó hé rồi nha. Mà tuyết nó bắt đầu nó nổi lên, tức là tuyết rớt mà nó đầy từ cái lòng bàn chân đầy lên tới đầu gối, đầy tới ngập ngang rúng, là thiếu điều muốn lên tới cần cổ rồi. Mà không hề nhúc nhích, đứng yên đó để chờ ông thầy quay mặt lại. Tổ thấy thương quá, nó cũng gần chết rồi, thôi quay ra nói để hồi nữa nó bị đóng băng luôn. Đóng tuyết luôn á. Nó chỉ còn có cái đầu để có thể nói chuyện vài cái. Thì tổ mới thương quay ra hỏi người làm gì mà đứng hầu ta suốt đêm vậy. Cái ảnh bắt đầu bản ngã nổi lên, phải không? Xúc động, nó khóc. Nó là thưa thầy, con tới đây vì đạo lý cho nên con mới chịu khổ như vậy. Thấy mình chịu khổ là nổi cái bản ngã lên rồi. Nhưng mà tổ cũng thôi, thấy tổ mới nói một câu là cái chuyện mà học đạo á, là người ta trải qua hàng ngàn cái kiếp khó khổ thì người ta mới cần cầu được đạo lý. Mi mới đứng một đêm tới sáng mà mi về sang khổ hả? À, anh thấy được cái lỗi của anh. Thấy được cái lỗi ngã mạn là tôi đã công phu nguyên một đêm tôi đứng tôi chờ ông. Tới giờ này ông mới hỏi tôi. Tổ chặt như vậy. Ông mới bây giờ mới thể hiện cái tâm cầu đạo của mình. Vô nhà bếp mượn cái dao chặt một cái phụp cái tay dâng lên cúng dường. Bây giờ trước mắt là cúng dường thầy, thêm như cúng dường sinh mạng, xin thầy khai thị cho tôi. Thì đúng đó tổ mới mở lời. Mình làm được nhiêu rồi mà mình đòi mình ngộ đạo. Đó mình thấy những cái chuyện mà trước mắt
Để có thể nhận được đạo lý mình phải trả cái giá sinh mạng. Sinh mạng không dám trả cho đạo mà nói tu quá trời, tu không thấy đạo. Tu kiểu gì quá trời, tu sao quá trời. Tu được cái gì, tu cái hội đạo. Mình hỏi lại mình, có mình tu được cái gì, mình tu hồi nào, bắt đầu khởi công tu ra làm sao, mình cực như thế nào. Làm nóng nóng, nực nực, cực cực, khổ khổ một chút, than khóc chạy trốn mất tiêu rồi. Mà nói tôi ngộ đạo. Thấy tôi gần ngộ chứ khai thị giùm tôi. Tôi nói cũng gần rồi, nhưng mà vài ngàn kiếp nữa kìa. Ra đây cái chuyện học đạo đối với chúng ta phải nói là khi mình nói, mình muốn nói tới cái chỗ tận cùng có trải qua như vậy để mọi người thấy là đạo nó mênh mông, nó vĩ đại lắm. Mình phải được cái sự gọi là may mắn quá trong cái đời của mình để mình biết trân trọng cái đạo Phật. Đó là một sự may mắn của mình. Chứ cái trí tuệ của cái vũ trụ này không có cái tuệ nào hơn cái tuệ của cái người giác ngộ trong đạo Phật, chứ không nói là trong cái cõi giới, trong tam giới nữa, khắp pháp giới này. Chỉ có cái tuệ giác ngộ của đạo Phật mới nói tới cái chuyện tận cùng, tới cảnh giới chân thật đó thôi. Còn không thì đừng có hòng mà mình thấy biết cái gì. Và nếu mà mình không tới đó thì cái sinh tử nó vẫn còn, cái lầm mê nó vẫn còn, thì cái khổ đau nó vẫn còn. Nhưng mà tu để vượt qua tưởng ấm thôi đã là một cái chuyện kinh khủng lắm rồi. Nhưng mà tới tưởng ấm đi rồi có thể là uống trà chơi nói dốc được chút chút. Chút chút. Chứ còn chưa vậy có tưởng ấm nói không ai hiểu vậy đó. Phải nói thẳng một câu là nói không ai hiểu vậy đó. Nghe chơi cho vui, nghe lạ lạ cho vui qua ngày thôi. Chứ còn ai mà hiểu về cái chuyện này để mà có thể nói tiếp. Mà nói vậy thì thật sự rất là mít lòng. Nhưng mà hiểu không hiểu thì cũng nghe để gieo duyên giùm tôi có đây. Nghe tới cảnh giới chân thật đây. Và lấy cảnh giới chân thật đó là một cái đích đến của mình kể từ bây giờ cho tới vô lượng kiếp sanh tử về sau. Mình nguyện mình sẽ tới cảnh giới chân thật này bằng tất cả các giá nào đó, đắt đỏ cái nào cũng được, trải qua hàng tỷ 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 kiếp sinh mạng cũng được, nhưng mà nhất định là tôi phải tới cảnh giới chân thật này. Đó là cái chỗ mà chư Phật, chư Bồ Tát tới thì nhất định tôi sẽ tới. Phải có một cái quyết tâm như vậy, khó khổ gì mình cũng có thể vượt qua để mình tới cảnh giới này. Hồi mình chưa học, mình chưa biết, mình chưa hiểu thì mình không biết đạt đạo là cái gì, đúng không? Chứng đạo là cái gì, đắc đạo là cái gì? Mặc dù bây giờ mình nghe mình cũng không biết, mình có cái khái niệm, mình có cái nhận định về cái chỗ chân thật đó. Thì bây giờ đã có đích đến rồi, mình phải hạ quyết tâm để mình đi tới đích. Là kể từ bây giờ bắt đầu mình phát tâm phát nguyện trở lại cho cái việc tu tập của mình. Nhất định là mình phải tới chỗ này. Đó, mình phải ngon nó tới giờ phút này mình phải phát nguyện như vậy. Bằng mọi giá tôi sẽ tới chỗ này. Chứ hồi xưa giờ nói cũng mờ lắm, mình cũng biết chỗ này là cái chỗ nào. Chỗ này ra làm sao, tu tới đâu mới tới, tới đó, tới đâu sẽ được cái gì, sẽ thấy cái gì, sẽ biết cái gì. Thì mình đã ngắt ngang cái đoạn từ tưởng ấm trở lên, mình nói lướt qua rồi. Đáng lý nói là một bài rất là dài. Nhưng mà tại vì nói cũng không ai hiểu cho nên đại lược những cái chuyện đó. Mà ai bắt đầu tới cảnh giới này, ai bắt đầu mà dụng công để mà có thể qua được sắc quẩn hay là thọ quẩn một hai khớp của nó rồi đó, thì mình sẽ nói tới cái chuyện mà phá đi cái tưởng quẩn, nhập trong cái cảnh giới mà ở ngoài tưởng quẩn, rồi mới nói tới cái chuyện hành quẩn, mới nói tới cái chuyện thức quẩn, là nó còn nhiều lớp tu tập và nhiều kiếp sanh tử nữa. Nếu như có một người nào mà quyết tâm đi theo cái dòng pháp để đạt tới cái chỗ tận cùng cảnh giới chân thật, thì chúng ta phải bắt đầu lập nguyện trở lại đi kể từ bây giờ, và là bắt đầu sống cho đạo một cách thật sự. Chứ còn đạo với mình nó còn cái gì đó, không có quen, không biết, xa lạ lắm. Ở đâu chưa biết địa chỉ. Bây giờ muốn tìm cái gì. Bây giờ có địa chỉ rồi đó. Đại khái là địa chỉ khái lược như vậy để mình biết là mình phải tới đó. Còn không tới đó là biết rằng mình chưa có xong chạy cái gì, và cần phải phấn đấu bằng tất cả các khả năng của mình để mình mới tới được. Lên tôi mơ không tới nổi đâu. Kiểu như mình tu bây giờ thiệt á, sập sình sập sệ như bèo trôi, nước lên thì trôi lên, nước xuống thì trôi xuống, gió thổi tấp nay thì dính nay, gió thổi tấp kia thì dính kia. Cá ăn rồi chung vô bụng cá rồi ra thành phân cá. Kiểu vậy. Không biết gì trời. Và sanh tử sẽ tiếp nối với mình như vậy. Tóc bờ này tóc bờ kia, lên trên xuống dưới rồi tùm lum tà la hết. Và cứ mãi như vậy, vẫn mãi mù mịt như vậy. Nếu mà mình không có một cái quyết tâm quyết liệt, không có phát tâm phát nguyện ngay từ bây giờ, không có tạo cái đà để mình tiến, thì khó lắm.
thực sự rất là khó, không phải dễ. Thôi chúng ta học bữa nay, tới đây chúng ta nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Phật Đạo.